200 triệu. Nay bên shop về rất nhiều mã hàng thì em lại tiếp tục lên video gửi tới các bác nhá. Vít cân ký lại tiếp tục về nhá. Rồi máy xay sinh tố, bếp hồng ngoại này. Rồi chảo chống dính hàng Nhật xuất nhá. Rất nhiều mã hàng mới lên cho anh em các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bỏ trên ghế mình luôn. Thì đầu tiên em lên cho bác cái vít cân ký nhá. Đây nó sẽ là 1 kg này. 1 kg của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ 1 kg thì nó sẽ là vào khoảng từ 10 đến 12 chiếc nhá, từ 10 đến 12 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản là như này quá nhá. Còn nó sẽ có thể thay đổi tại vì hàng cân ký chứ không phải là hàng bán theo cái, cho nên là các bác có hết sức thông cảm thôi. To nhỏ lớn bé dẹt tròn mẹ con đầy đủ cả. Đây em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đây. Cái cân của nó thì khá là nhiều luôn. Số lượng của nó thì nó sẽ là trên 10 chiếc nhá. Trên 10 chiếc và giá thì sẽ là 101. Tính ra các bác mua chỉ mất đâu đó vào khoảng là 8 đến 10.000 cho một chiếc vít như này thôi nhá. Đấy, 8 đến 10.000 cho một chiếc vít như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn luôn. Thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đây nhá. Số lượng của nó là 1 cân các bác này, 1 cân đây. Đây, 1 cân nhá. 1 cân thì các bác sẽ nhận được này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12 nhá. Đấy, cơ bản như này. Đấy, còn đếm kỹ thì nó khoảng 13, 14 chiếc. Tính ra các bác mua vào nó chỉ mất được khoảng là 10.000 thôi. 10.000 cho một chiếc này thôi. Chưa đến 10.000 đâu các bạn. Đây, 2 này, 4 này, 6 này, đấy, 8 này, 10 này, 12 này, 14, 15. Đấy, đây là em đếm sơ bộ như vậy nhá. Còn là em sẽ bảo hành cho các bác là 1 cân là sẽ trên 10 chiếc nhá. 1 cân sẽ trên 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một cân như này. 110.000 cho một cân nhá. Còn các bác mua nửa cân thì giá sẽ tốt cho các bác là giá sẽ là 60.000. Đấy, nửa cân thì nó tầm này các bác này. Nửa cân thì tầm này. Đấy, nửa cân thì sẽ là từ khoảng 5-6 chiếc nhá. Giá của nó thì nửa cân thì hôm nay bên em sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Đó. Nửa cân thì sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là một nửa cân thì giá sẽ là 60k. Đấy. Thì các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vít cân ký này. Vít cân ký nhá, vít cân ký. Giá của nó sẽ là 1 kg nhá. 1 kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k. Còn 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Bán lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút, các bác hết sức thông cảm thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng bộ sản phẩm đó là cái mũi khoan tháp các nhá, mũi khoan tháp đa năng. Con này thì khoan được tất cả chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Lên cho em là mũi khoan tháp nhá. Đấy, lên cho em là 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp giá sẽ là 180.000. Hàng của thương hiệu Unica Japan nhá, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý. Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 mũi kèm thêm cho các bác là một cây lấy dấu nữa nhá. Đấy. Tức là các bác sẽ nhận được là 6 món này, 1 2 3 4 5 với một cây lấy dấu nữa là 6 món. Đấy, thì mũi của nó sẽ là từ 4 đến 32 này, từ 4 đến 24, 4 12, 4 đến 8 nhá. Đó, đầy đủ các mũi này cho em này. Đó, chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ là sắc bén luôn. Đấy, sắc bén luôn nhá. Đây. Lấy dấu thì các bác chỉ cần là nhấn như này cho em là có dấu này. Đấy, nhấn này là có dấu các bác này. Đấy. Các bác nhấn này cho em là có dấu này. Đó. Đấy các bác này, đây, dấu nó ra các bác này. Dấu ra rất là rõ luôn. Đó, dấu ra rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, nhấn này là có dấu rồi. Các bác cứ nhấn, nhấn nhẹ nhấn đều tay này là cái lò xo nó sẽ nảy là có dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180.000. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng thép gió mạ titan nhá. Đấy, chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Kích thước con này thì từ 4 đến 32. Hàng thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan các bạn, dày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 180k. Hàng của Unica Japan này. Đấy. Unica Japan. Đó, Unica Japan. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô chảo nhá. Chảo này thì nó sẽ là hàng cao cấp, hàng chảo chống dính cao cấp này. Đấy. Không chứa EAPOA này. Đấy, tốt cho sức khỏe quá nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng kết cấu đáy của nó là 3 lớp nhá. Con này thì 24 cm. Hàng này thì các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác lên các bác cứ gõ cho em là công ty Five Star này. Five Star là nó sẽ ra. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng Việt Nam. Sản xuất ở Việt Nam và xuất sang thị trường Nhật nhá. Đây, Made in Japan này. Hàng Việt Nam xuất Nhật các bác nhá. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Phần con này thì nó sẽ là 24 cm. Cho nên các bác lên cho em là chảo 24 nhá. Chảo 24.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con chảo 24 như này, 290k nhá. Lên cho em là chảo 24, đáy của nó là 3 lớp, các bác có thể đun bếp từ, bếp halogen, bếp hồng ngoại được hết nhá. Chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Chống dính của nó là dạng chống dính lưới, siêu chống dính cho các bác luôn. Đáy này của nó sẽ là 24 cm nhá, chảo 24. Thì lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Đó, lên cho em là chảo 24, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con chảo 24 như này. Đó, chống dính 3 lớp luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái chảo 30 nhá. Con này thì các bác lên cho em là chảo 30 này. Đấy, con này thì cực kỳ to luôn. Cán của nó bằng inox hết này, quai dập đặc cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đinh đột đinh điếc cực chắc luôn, mua một con này thì bền vĩnh cửu luôn. Dùng từ đời nọ qua đời kia các bác nhá. Rất là dày các bạn, rất là dày. Đó, rất là dày luôn. Thì em sẽ cân cho các bác xem luôn. Cái cân nặng của nó nhá. Đây. Thì con to này của nó thì nó sẽ là nặng là 1,4 cân nhá, gần 1,4 cân. Đấy, con to này là nặng gần 1,4 cân này. Rất nặng luôn nhá, dày dẫn chắc chắn nhá. Nặng là 1,4 kg này, 1,4 kg. Lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Giá của nó sẽ là 370.000 nhá. 370k cho con chảo 30 như này. Con này các bác mua là cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đế 3 lớp này, hàng logo của hãng này. Hàng này nó sẽ là hàng xuất đi Nhật nhá. Việt Nam xuất đi Nhật. Đây, chống dính lưới này, cực kỳ dày dẫn luôn. Đấy, made in Việt Nam nhá, made in Việt Nam. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Đấy, và hàng xuất đi Nhật. Đấy, xuất đi Nhật. Đấy, còn con này thì con 24 này của nó thì nó sẽ là 8 lạng nhá. Đấy, con 24 này thì cân nặng của nó sẽ là 8 lạng này. Đó, 8 lạng và giá của nó sẽ là 290k. Lên cho em là chảo 24. Chảo 24 nhá. Đấy. Con này thì nặng 8 lạng và giá sẽ là 290.000. Còn con chảo 30 này thì nặng là 1,4 cân, rất là nặng luôn. Cầm thích lắm các bạn, đầm tay, dày dẫn chắc chắn, rất là dày luôn. Đấy, inox sáng bóng này, đáy 3 lớp này, bếp từ halogen hồng ngoại các loại bếp sơ được hết. Giá thì sẽ là một hai con như trên. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp hồng ngoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Đấy, nó sẽ là một con bếp hồng ngoại như này. Đấy, con này sử dụng điện 220V. Đấy. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây. Bọc của nó là bọc thép hết này. Đấy. Điện của nó là công suất là 2000W và sử dụng điện của nó là 220V nhá, 220V. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika con này. Đấy. Matika, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Nó có cả sách ấy đấy. Có cả cái bảng thẻ đọc đấy. Đọc thẻ ấy. Đấy. Bác lấy có cái thẻ hay là nguyên quyển sách mở ra được. Đây. Công suất của nó là 2000W này, điện 220 đến 240V 50Hz nhá. Kích thước của nó là 45 x 86 này. Đấy, 45 x 86 nhân với lại 33 nhá. Đấy, 33 coi nhá. Đó thì đây em sẽ cắm điện trực tiếp cho các xem luôn. Cắm điện 220 nhá. Đấy các bác cắm vào phát là bật lên là xong này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Các bác chọn chế độ này, chế độ lẩu hoặc là các chế độ này, sau đó thì các bác tăng giảm nhiệt độ cho em này. Đó, và có cái hẹn giờ luôn nhá. Đây, con này thì bật phát là nóng hổi luôn các bác nhá. Sờ vào rất là nóng luôn các bác, rất là nóng luôn này các bác này. Đấy. Bật phát là nóng luôn, nó rất là nhạy các bạn, rất là nhạy này. Tăng giảm này, tắt nguồn đi các bác này. Đấy. Rất nhanh luôn. Đó. Và con chảo này thì đun thoải mái nhá. Đấy, con chảo này đun bếp hồng ngoại là thoải mái luôn các bác này. Đấy, đun bếp hồng ngoại thoải mái luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bếp hồng ngoại như này. Đấy. Đặt lên phát là nóng luôn các bác này. Đấy. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Đấy, đây thì khi mà em hướng dẫn các bác khi sử dụng nhá, về nhà thì các bác chỉ cần nhấn cái nút nguồn thì nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác chọn chế độ cho em này. Đấy, chọn các chế độ cho em. Đây. Đấy, mình dùng chế độ nào thì mình nhấn vào cái chế độ đấy cho em là xong nhá. Đó, sau đó thì mình tắt đi này, rất là ngon luôn. Có hẹn giờ này. Đấy, 800W này, 60 phút này, 1600W 90 phút này và 2000W là 120 phút này. Đó, đây đầy đủ các chế độ cho các bác nhá. Giá thì một con bếp hồng ngoại như này, cái shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500k nhá. Đấy, 500. Con bếp hồng ngoại là bao nhiêu nhỉ? 500 á? Các bác lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại này. Đó. Bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k cho con bếp hồng ngoại như này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay các bác nhá. Máy xay thì bên shop về cho bác cái dòng máy xay như này. Một con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá, Sato. Hàng cũng là hàng xuất Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cho bác luôn. Đây. Con này thì hàng sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, sản phẩm đạt chất lượng cao luôn. Đấy. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, logo cờ Việt Nam và cờ Nhật đây. Con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con
cối xay khô như này này. Đầu tiên sẽ có cho các bác là một con cối xay khô nhá. Sẽ có cho các bác là một con cối xay khô như này. Con này thì nó sẽ có cái lẫy sập như này, cho nên là khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em. Sập đúng lẫy là ăn tiền các bác nhá. Đấy, đúng lẫy này. Các bác sập đúng lẫy này, xoáy vào cho em là xong này. Đó, đầu tiên là đây. Đấy các bác này, xoáy rất mạnh luôn. Đấy. Nó sẽ có hai số luôn nhá, hai số luôn. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay làm giò, làm giếc đều được nhá. Nắp của nó thì nó cũng là dạng nắp sập lẫy như này, cho nên là rất là tiện con này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con này thì nó sẽ là xay khô này, các bác xay tiêu, xay gạo, xay điều hoặc xay các cái loại hạt ở đây đều được hết nhá. Xoáy ra này. Đây nó sẽ có hai cái lưỡi như này. Các bác cho các loại hạt vào đây cho em. Đó. Dòng này của nó sẽ là có cái tính năng sản xuất là đời mới luôn. Ăn muối như này và cái lẫy nó sập như này, sập có ba cái khe sập như này. Ba cái khe này các bác này. Thì các bác gần như là lắp cối vào, sau đó thì mình xoay vào, xoay theo chiều kim đồng hồ như này thì nó mới sập lẫy thời gian này. Đấy. Và khi các bác xay thì nhớ giữ cái cối này cho em. Đó. Đây. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn, em mới có để số 1 thôi. Đấy, còn con này thì các bác có thể xay các cái loại hoa quả này hoặc xay cua, xay kiếc vào cái cối to này cho em này. Đấy, đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đậy cái nắp này vào này. Đấy, đậy cho em cái nắp này vào. Đó. Đây. Đậy cho em sập cái nắp này vào là ok nhá. Đấy. Đây, các bác này. Đấy, xay rất là ngon luôn các bác này. Đó, xay rất là ngon luôn. Đấy. Hai số nhá, cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Hai số cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít này, 530W này. Đấy, khối lượng 2,1 kg. Hàng thì hai chữ song ngữ Việt Nhật luôn. Kích thước của nó là 265 x 172 x 270. Đó, đầy đủ các thông số như này cho các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy xay sinh tố à? Máy xay sinh tố đúng không? Máy xay sinh tố giá sẽ là 650.000 nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, xay sinh tố giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này. Hàng bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, kiểm tra chạy thử bằng máy thôi chứ còn không thử đồ các bác nhá. Các bác thông cảm, hàng mới không thử đồ được. Đây, củ kiếc của nó cực kỳ là chắc luôn các bác nhá. Đấy, củ kiếc cực kỳ chắc luôn. Hàng còn nguyên tem niêm phong này. Đấy. Ngày sản xuất này 24 tháng 4 2023 này, sản xuất tại công ty điện tử Việt Nhật này. Đây. Đấy, công thông số tông suất đàng hoàng, máy xay sinh tố đa năng nhá. Có mã đàng hoàng. Các bác cứ lên mạng các bác tra cái mã này nó sẽ ra là trên mạng họ đang bán cả tiền triệu đấy nhá. Đấy, nhưng riêng bên shop bán cho bác giá cực tốt luôn rồi ok. Hello các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác một số các cái mã sản phẩm bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng cầm cho anh cái ghế nào. Đó, thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ vít đen nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nó sẽ là 13 trong 1 này. Đấy, 13 trong 1 như này. Bao gồm cho các bác nó sẽ là một tay vít và 16 cây vít với lại 12 đầu khác nhau. 6 cây vít, 12 đầu khác nhau. Tức là mỗi cây vít này nó sẽ có 2 đầu nhá, đều có 2 đầu hết này. Tròn rồi dẹt rồi lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Và thép của nó là thép CRV nhá. Đấy, có trợ lực không nhá. Thứ nhất là ưu điểm của con này là có xoáy nhanh, có trợ lực và ưu điểm nữa là cái giá của nó thì cực kỳ là tốt. Hàng chất lượng xịn sò và giá rất là tốt. Con này thì các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Đấy, có thể cho ngắn hết cỡ như này, ngắn hết cỡ như này để xoáy để tăng lực này. Đấy, hoặc là các bác có thể kéo ra kéo vào tùy theo nhu cầu mục đích ngắn dài các bác sử dụng nhá. Giá thì các bác lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Giá thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có 60.000 thôi, 60k cho một con vít đen trợ lực như này. Đấy, lên mã giúp cho em là vít đen trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Đó. 60.000 cho một con vít đen trợ lực như này. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy thì các bác lên cho em là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Đó. Vít đen trợ lực này, đó, vít đen trợ lực, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con vít đen trợ lực như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy. Qua lên cho em là bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa, bộ này thì nó rất là nhiều combo cho các bác luôn. Thứ nhất là có cho các bác là hai cái miếng lót để các bác để xoong nồi bên dưới cho nó khỏi nóng bàn ghế này. Hai cái miếng lót này có quai đeo này. Thứ nhất là hai miếng lót này. Thứ hai của nó sẽ là hai cái bắt tay. Đấy, bên em thì miền Bắc em gọi là cái bắt tay hoặc là lót tay. Để khi các bác dùng lấy đồ nóng đồ niếc nó không bị nóng này. Đây thì nó sẽ đơn giản như này. Các bác chỉ cần xỏ tay vào đây như này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cặp những cái bát đũa cái xoong nồi bị nóng ra, rất là ok luôn nhá. Để đấy, các bác kẹp ra như này, kẹp như này, các bác cầm các bác kẹp như này.
Đấy, bê xoong bê nồi rất là ok luôn. Đó, và tiếp theo của nó thì nó sẽ là một cái gắp kẹp như này. Đấy, cái này thì để các bác gắp bát, gắp đũa này. Đây, các bác gắp lên như này cho em này. Gắp lên như này rất là tiện luôn. Đó, đây, các bác gắp kẹp như này. Kẹp này là nó sẽ lên này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái kẹp to như này. Con này thì để các bác kẹp những cái đĩa to này, những cái đĩa to, những cái bát ô tô hoặc là những cái bát mình hấp trong nồi đấy, nó rất là tiện luôn. Đấy, thì combo của nó, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một món này, hai món, ba món và bốn món như này. Một bộ này bao gồm là bốn món này. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá, bộ gắp bát đĩa. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ gắp bát đĩa như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 50.000 à. Giá là 50.000 nhá. Giá rất rẻ các bạn. Đấy, rất là rẻ luôn mà tính ứng dụng cực kỳ là cao nhá. Đấy, bên em thì luôn luôn là gửi đến cho các bác các cái mặt hàng nhá. Giá thì hợp lý và cái tính ứng dụng của nó là cực kỳ cao luôn. Đấy, cực kỳ cao luôn, sử dụng thực tế trong gia đình nhà mình luôn. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá, bộ gắp này. Đấy, bộ gắp bát đĩa luôn, gắp được cả bát cả đĩa nhá, bộ gắp bát đĩa. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái gắp như này để các bác gắp bát ra này. Đấy, cái kẹp này để các bác kẹp đĩa này. Đấy. Đây. Các loại đĩa rồi xoong nồi rồi đấy, những cái này gắp được hết nhá. Những cái đồ này rất là tiện để các bác sử dụng này. Đấy. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50.000 mà 4 món. 50.000 cho 4 món như này, giá khá là rẻ luôn. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Bộ gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái này thì bên shop lên nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Thì con này các bác dùng con này cũng là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn, hàng rất là xịn luôn. Thì con này ví dụ các bác chiên trứng này hoặc là dán các cái loại đồ dán này. Đấy, dán bánh nhân biếc cần phải lật qua lật lại thì các bác dùng cái gắp nóng này cho em, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Các bác lên cho em là gắp nóng nhá, giá của nó sẽ là 30.000. Đó, gắp nóng này, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lật bánh lật biếc con này thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, dùng để các bác lật bánh lật biếc hoặc là nói chung là dùng các công việc nó rất là tiện. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là gắp nóng, giá chỉ có 30.000 trong cái gắp nóng như này thôi. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, con này nó dùng rất là tiện nhá. Các bác chiên bánh này, chiên cá này. Đấy, rồi làm bánh làm biếc này. Đấy, các bác không có cái kẹp này thì nó sẽ bị văng, bị lật, bị đổ ra ngoài. Nhưng mà có con này thì nó rất là tiện này. Đấy, những con cá các bác chỉ cần đưa vào đảo phát lật ngược lên là xong. Nó rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác chỉ có 30.000 cho một cái con gắp nóng như này thôi, siêu tiện dụng các bạn. Đấy, tiện lắm. Các bác dùng để rán cá, rán nem rồi nói chung là rán bánh, làm biếc nó rất là tiện. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cặp sách các bác nhá, cặp sách này. Đó, thì nó sẽ là một cái dòng cặp của Nhật chống gù lưng cho học sinh cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai màu. Còn màu nào nữa không? Có màu đỏ đấy. Có cho các bác là hai màu nhá. Con màu đỏ này thì em chỉ còn có mấy cái thôi, màu đỏ này và màu xanh này. Đấy, màu đỏ màu xanh. Thì con màu đỏ này thì em chỉ có một hai cái thôi. Đấy, còn lại là chủ yếu là màu xanh này nhá. Con màu xanh này thì nó sẽ là một cái dòng màu trung tính nhá, nam nữ đều dùng được hết. Đấy, và cặp này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng gọi là chống gù lưng rất là tốt nhá. Khi các bác đeo vào thì nó chống gù lưng cho trẻ em rất là tốt luôn. Các cái hệ thống quai của nó cực kỳ là đặc biệt nhá. Và các cái đường máy trần như này để giúp cho các bác là chống gù lưng rất là tốt này. Đấy, quai đeo quai điếc cực kỳ là ngon luôn. Về nhà các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp hết vào đây cho em. Đó. Các bác lắp hết vào đây cho em, nó rất là tuyệt vời luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn to bên trong này, một ngăn rộng bên trong. Và cặp này của nó sẽ là hình khối nhá. Khi về nhà các bác sử dụng thì nó sẽ lên thành một cái khối vuông như này. Một cái khối vuông như này chứ nó không phải là hàng bẹt đâu. Nó sẽ là một cái khối vuông to như này các bác này. Đấy, đây cái đít của nó này. Nó sẽ là một cái khối vuông to như này rất là tiện này. Ở đây ấy, thì nó sẽ có cho các bác đầu tiên nó sẽ là một cái ngăn bên hông như này nhá. Ngăn bên hông này thì để đựng chai nước này, đựng chai nước này. Đấy, hai ngăn hai bên luôn, đựng chai nước và các cái đồ lặt vặt này. Một cái ngăn nhỏ mini ở bên ngoài này, ngăn nhỏ mini bên ngoài này để các thứ linh tinh này. Đó, tiếp theo là một cái ngăn nhỡ nữa này, một ngăn nhỡ này. Ngăn nhỡ này cũng rất là rộng luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và khi mà kéo vào thì cái cặp nó lên form rất là đẹp các bạn. Đấy. Cặp nó rất lên form rất là đẹp và ưu điểm của con này thì cái tính năng là chống gù lưng nhá. Chống gù lưng rất là tốt luôn. Thì ví dụ các em đi học mà mang nhiều sách vở các thứ đi thì nó rất là tiện này. Quai đeo của nó thì có lót mút siêu êm luôn và có lưới dệt 3D nhá, lưới dệt 3D thoáng khí cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cái này nó sẽ là lưới dệt 3D thoáng khí nhá, vừa êm vừa thoáng khí luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho là cặp chống gù lưng, giá bao nhiêu nhỉ?
cặp chống gù lưng nhá. Đấy, lên cho em là cặp chống gù lưng này, đó. Cặp chống gù lưng, giá của nó sẽ là 130k, hàng của Nhật và giá rất Việt Nam cho bác luôn. Đấy. Cái này thì các em học sinh cấp 1, cấp 2 đều dùng được hết nhá. Cấp 1, cấp 2 kể cả mầm non cũng dùng được hết luôn. Nó rất là xinh và cái mẫu của nó thì nó sẽ là cái mẫu phổ thông như này. Mẫu phổ thông rất là đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái mã này thì nó là một trong những cái mã sản phẩm mà cực kỳ là chất lượng và giá thì lại rất là tốt. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng luôn, lao động làm vườn rồi dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là dùng vào đâu cũng được. Đưa anh cái máy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái găng tay lao động nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đấy, nó sẽ là dệt 3D nhá, dệt 3D cực kỳ thoáng khí luôn, nhưng mà nó lại rất là ôm tay. Khi các bác nhìn thì em đeo cái găng tay vào này, ôm từ đầu đến chân luôn, không có một cái chỗ nào cảm giác như là bị thừa nhá. Không có một chỗ nào cảm giác như bị thừa. Đấy, nó sẽ là dòng dệt 3D và bên trên này thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp chun như này. Một cái lớp chun như này nó ôm cổ tay lắm các bạn. Khi các bác dùng như ví dụ như là mình đi xe máy này, đi xe đạp này, hoặc là các bác làm cỏ, làm vườn, nhặt cỏ này, phun thuốc này, nói chung là con này dùng vào việc gì cũng được. Kể cả mùa đông lạnh các bác đeo cho em là găng tay chống lạnh cũng rất là ok luôn. Hàng có lớp cao su như này, các bác đi xe máy bám ga cực kỳ luôn các bác nhá. Bám ga cực kỳ luôn. Và giá thì rất là rẻ các bác. Đấy, một cái mùa đông mà các bác cứ mua cho em là một bịch này, về mình dùng hết mùa đông cũng rất là ok. Hết mùa đông vứt bẹ đi các bác. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bán combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì nó sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000 nhá. 40k cho 5 đôi này. 5 đôi là bằng 40k. Và một bịch là 12 đôi nhá, 12 đôi luôn. Và giá cũng chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho 12 đôi. Thì các bác mua combo 70.000 cho một bịch này 12 đôi cho nó rẻ nhá. Một bịch này là 12 đôi nhá. Bịch này là 12 đôi luôn các bác nhá. Đó, 12 đôi tức là 24 chiếc một bịch như này. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. 12 đôi 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Các bác lên xem là phích đun sôi. Đấy, nó sẽ là một con phích như này. Dung tích của nó thì thông báo với các bác luôn là 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, 3 lít cả vỏ để nó tránh cái việc là về nhà các bác, nhiều bác rất là kỹ càng cân đo đong đếm từ đầu đến chân, lấy 3 lít nước đổ vào, xong là lại chửi cái thằng bán hàng là mẹ mày bán cho tao cái phích được có hơn 2 lít. Đấy, nó rất là mệt mỏi các bác. Đó, thì lưu ý các bác là 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cuckoo nhá. Hàng thương hiệu Cuckoo. Đấy, Cuckoo nhá. Đấy, hàng thương hiệu Cuckoo cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng đến từ thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá, Cuckoo Hàn Quốc. Đây, mặc định của nhà sản xuất là công suất của nó sẽ là 1300W này. 1300W sử dụng điện 220V và 3 lít nhá. 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ các bác nghe cho rõ nhá, 3 lít cả vỏ. Lên cho em là phích đun sôi nhá, nó sẽ là vừa một cái ấm siêu tốc vừa là một cái phích luôn có thể giữ nhiệt được. Phích đun sôi. Giá sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bây giờ các bác ra chợ mua một cái ấm siêu tốc đẻo thôi đã cũng phải là hơn 100.000 rồi, chứ không có vài chục cho một cái ấm siêu tốc đâu. Thế mà đây là vừa là ấm siêu tốc, vừa là phích như này. Đấy, vừa ấm siêu tốc vừa là phích như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 180.000. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Đây. Đấy. Lõi của nó bên trong là 100% là inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và không bắt nam châm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Bỏ sang cái bịch tất đen. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, 180.000 phích đun sôi. Đấy. Không. 3 lít cả vỏ, nó lấy cả cái tất năm này quay một thể luôn. 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ. Đấy. Đây, đế của nó đây các bác này. Nói chung là con này thì rất là ngon lành cành đào rồi. Về nhà thì các bác cứ thế là việc sử dụng thôi, không cần phải lăn tăn gì nữa đâu. Đấy, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác. Cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn, 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng tất nai nhá. Tất nai thì nó sẽ là có cho các bác là đầu tiên là tất 5 đôi nhá. 5 đôi thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi như này. Đó, màu đen và màu ghi nhá. Thì cái tất 5 đôi này thì nó sẽ là dòng tất cổ cao hơn một chút. Thì cái giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Hàng 5 đôi tất của Nhật nhá. Co giãn 4 chiều. Đấy, co giãn 4 chiều, thoáng khí, thấm hút mồ hôi mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 cho 5 đôi tất thôi. Đấy, tính ra là 10.000 là vào 50.000 rồi. 50.000 còn có 30.000 nữa mà 5 đôi. Đấy thì tính ra nó chỉ có mười mấy nghìn thôi. Mười mấy nghìn cho một đôi tất như này thôi nhá. Các bác đi đâu mà mua được mười mấy nghìn một đôi tất đẹp xịn sò như này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng
cực kỳ dày dẫn luôn, cổ thì cao khoảng trên 10 phân, hàng của thương hiệu Nai đây. Đấy, hàng thương hiệu Nai các bác này. Đó, lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k. Đó, tất hộp 5 này. Tất đựng trong hộp nên em gọi nó là tất hộp nhá. Và nó có 5 đôi cho nên là tất hộp 5. Giá sẽ là 80k nhá, tất hộp 5 giá 80.000. Thì có màu đen và màu ghi. Thì các anh các bác các chú lên cho em đó là màu đen hoặc màu ghi. Đấy. Các bác lưu ý là mua hàng thì xem kỹ nhá, xem kỹ các bác nhá. Ví dụ nhiều bác thì mua thì bảo là cho tôi tất hộp 5, nhưng mà đến giao hàng thì bảo sao lại có 5 đôi, tôi xem bên video là 10 đôi cơ mà. Đấy, rất là mệt mỏi. Thì nó sẽ có cho các bác là dòng 10 đôi đây. 10 đôi thì em cũng có màu đen và màu trắng nhá. Còn 5 đôi thì có màu đen và màu ghi, còn 10 đôi thì màu đen và màu trắng. Dòng 10 đôi này thì cổ nó ngắn hơn và giá thì lại rất là tốt các bạn, giá rất là tốt. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho 10 đôi tất như này. Đấy. Hàng thì cũng khá là dày dẫn nhá, khá là dày dẫn. Cổ của nó thì chỉ cao khoảng 5 đến 7 cm thôi. 5 đến 7 cm này các bác nhá. Và một vỉ này của nó là 10 đôi, tất của thương hiệu Nai, 100% là sợi cốt tông nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt, co giãn 4 chiều chống hôi chân các bác nhá, chống hôi chân. Đấy, chống hôi chân và thấm mồ hôi tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10, còn cái kia nó là tất hộp, còn cái này là tất vỉ nhá. Đấy thì các bác này các bác lên cho em là tất vỉ 10. Đấy, lên cho em là tất vỉ 10 này. Đó. Tất vỉ 10. Giá thì nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu trắng. Thì các bác lên cho em là tất vỉ đen hoặc tất vỉ trắng nhá. Đấy, tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng. Con này bên shop không có bán lẻ nhá, không bán lẻ, bán theo vỉ như này. Đó, bán theo vỉ như này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips. Đây, máy sấy tóc hàng của Philips nhá. Công suất của nó sẽ là 3000W này, 3000W. Sử dụng điện là của nó là điện 220V. Một con máy sấy tóc cực kỳ chất lượng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Con này thì nó chỉ có thứ nhất là làm nóng thôi các bác nhá, làm nóng và có gió thôi, chứ còn hôm qua là có bác hỏi là tính năng làm mát ở chỗ nào nữa thì tôi em cũng bó tay rồi. Đấy. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đó, sấy tóc, sấy là làm nóng cơ mà. Sấy tóc nhá, sấy tóc Philips. Giá của nó sẽ là 130k. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá, 3000W và điện của nó sẽ là điện 220V này, 220V. Đấy, đây nhá. Em viết tiếng Việt rất là rõ luôn. Máy sấy tóc Philips này, 130k này, 3000W, điện 220V. Các bác xem thì theo dõi kỹ video một chút các bác xong hãng đặt hàng nhá. Đó, rồi ok. Vâng, sản phẩm tiếp theo cho ngày hôm nay đó là bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm mặt trời nhá. Các bác lên mã cho em là ấm mặt trời. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cần mua mã gì thì xem kỹ trước khi mua nhá. Đấy, đã lên đơn rồi đặt hàng thì cố gắng là nhận hàng cho em cho nó vui. Đấy, lỗ lãi thì chả biết là đáng bao nhiêu nhưng mà các bác cứ nhận hàng là em vui rồi. Đấy, chứ đừng ship gọi đến các bác ỏi e tỏ tí tia là em buồn lắm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái ấm mặt trời nhá. Con này thì các bác lên mã cho em là ấm mặt trời. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140 cành để em sang trang mới viết cho các bác cho nó đẹp nhá. Lên cho em là ấm mặt trời này, đó, ấm mặt trời. Đó, ấm mặt trời nhá. Giá của nó sẽ là 140k thôi. 140.000 cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Giá rẻ ngang với cho luôn. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà, rất là ok nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có cho các bác là một cái khay nhựa này. Một cái khay nhựa như này để các bác đựng nước này thì sẽ đặt cái khay nhựa vào đây. Một cái khay nhựa cũng khá là dày dẫn luôn nhá, khay nhựa đen nhá, khá là dày dẫn nhá. Các bác đặt cái khay gỗ vào đây này. Đấy, một cái khăn lau này, một khăn lau này. Cái chuyên này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên nhỏ thôi anh em các bác yêu trà nhá. Nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay như này nhá. Các bác cứ hình dung cái lòng bàn tay của em là các bác sẽ ra. Đó, hình dung lòng bàn tay như này nhá. Đấy, nó chỉ nhỏ thôi, hàng nhỏ xinh nhá. Lưu ý các bác là hàng nhỏ và hàng nhỏ nhá. Đó, hàng nhỏ xinh trong lòng bàn tay như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Đấy, và nó sẽ có 6 cái chén như này. Một chuyên 6 chén. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đất của nó là đất nung của Nhật nhá, đất nung của Nhật luôn. Đấy. Mà các bác biết cái tính chất đất của Nhật rồi. Nhật của nó thì rất là nhiều đồi núi, nhiều rừng rú các bác nhá và nhiều núi đá cho nên là cái đất của Nhật thì nó cực kỳ là tốt luôn. Đấy, và nó nung qua các cái nhiệt độ cao cho nên là khi mà uống trà thì nó rất là ngon. Đấy, nó đượm vị trà nhá. Và có cho các bác là một con bình như này để các bác đựng trà nhá. Cái bình này đựng trà thì sẽ đựng được khoảng, đối với cái chuyên này thì có thể đựng được khoảng 5 ấm nhá. 5 ấm, 5 lần pha. Đó, thì đây, combo của nó sẽ là như này. Đấy, một cái bộ chuyên ấm chén đẹp như này. Các bác lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Lên cho em là ấm mặt trời.
Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén này, một chuyên và một cái hũ để các bác đựng chè luôn. Combo đầy đủ này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hàng đựng trong một cái hộp như này. Đấy, rất xịn sò luôn, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cho nên là các cái chi tiết của nó rất là sắc nét, đẹp và chất lượng. Đây. Đấy, có cả các cái phần này rất là đẹp các bác này. Đấy. Các bác mua để làm quà thì thôi rồi luôn, rất là đẹp nhá. Đó, và giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã cho em là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục cầm cho anh cái dây sạc iPhone. Đây, nó sẽ có kèm cho các bác là một cái khăn lau và một cái gấp như này nhá. Một cái khăn lau và một cái gấp như này. Đấy, vừa nãy giới thiệu quên mất. Là cái sạc iPhone nhá, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là em sẽ có cái dây sạc iPhone. Thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60.000, hàng của iPhone 14 Pro Max, công suất là 20W. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh nhá, dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ có 60k thôi, rẻ chưa các bác ơi? Rất rẻ luôn. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max luôn. Một củ một dây nhá, một củ một dây. Hàng combo như này, một củ một dây mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. Đó, chân của nó sẽ là chân cắm Type C và một đầu iPhone như này. Các bác có thể dùng để sạc iPhone, iPad hoặc là tất cả các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Đó, củ của nó hàng nặng trịch luôn. California luôn, California luôn. Đấy, California luôn, rất là dày dẫn chắc chắn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái cũng là dòng của iPhone 14 Pro Max, thì cái này nó sẽ là củ sạc đa năng nhá. Đấy, thì cái này nó chỉ có củ không thôi. Nó sẽ có một dây cắm, dây dài khoảng trên 1 mét này, và nó sẽ có củ như này kèm thêm cho các bác là hai củ Type C và hai củ của chân USB nhá. Thì cái này các bác lên cho em là củ sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone. Lên cho em là củ sạc iPhone này. Đó. Củ sạc đa năng. Cái này em đang lên là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Đấy, giá của nó sẽ là 80k. Lên mã cho em là củ sạc đa năng nhá. Còn cái này của nó sẽ là dây sạc nhanh này, dây sạc nhanh chuyên dùng cho iPhone, nó khác. Còn cái này nó là cũng của hãng iPhone 14 Pro Max nhưng nó là củ sạc nhá. Nó sẽ là củ sạc về nhà, cái này chỉ có củ thôi. Về nhà các bác phải có dây riêng của mình. Đấy. Em nói sau còn bọt mép ra, nhiều lúc các bác nghe vẫn không hiểu, vẫn cứ đặt nhà hàng bị nhầm. Đấy, thì dây sạc nhanh iPhone khác mà củ sạc đa năng khác nhá. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng. Giá sẽ là 80k cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn dầu các bác nhá. Đấy, đèn dầu đây, một con đèn dầu như này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Hàng này thì bên shop thanh lý được trong các hệ thống siêu thị cho nên nó còn nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, và giá là 135.000 cho một con đèn dầu như này nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì về nhà các bác đổ dầu ma rút, dầu đốt vào đây cho em, dầu đốt, dầu chạy công nông ấy là đốt được nhá. Các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua, ra ngoài cây xăng các bác mua cho em. Đó. Con này thì em nói với các bác là dùng nó rất là tiện luôn. Đề phòng khi mà mất điện này, hoặc bão gió, hoặc là khi mà nó trái gió trở trời. Thì con này nó có bấc như này, có bấc như này các bác có thể đẩy bấc lên này. Đấy, đẩy bấc lên để mình sử dụng này. Các bác xoáy cái nút này ra để mình đổ dầu vào đây cho em, đổ dầu vào đây, dầu ma rút nhá, dầu đốt thì các bác. Đấy, ra cửa hàng các bác mua. Đấy, bán cho tôi 3 lít dầu đốt chẳng hạn thế. Đấy, và khi các bác châm dầu thì các bác chỉ cần là kéo cái này lên này. Đấy, và ngửa ra mình châm vào đây, lấy cái đóm mình châm vào đây cho em, sau đó thì mình lại sập nó vào. Đó. Còn nếu mà không thì các bác mua cho em cái cây bật lửa cây này. Cái bật lửa cây này cũng được nhá. Đấy, thì các bác lên cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá thì bên shop đang bán, bỏ cho anh mấy cái đây. Giá của nó sẽ là 135.000. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này, đó, đèn dầu nhá. Giá của nó sẽ là 135k. Rốt thế lấy hai màu không lấy. 135.000. Đó, đây. Thì con bật lửa cây này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000. Thì đây, đấy, về nhà các bác mua kèm cái bật lửa cây này luôn. Thì các bác đẩy cái lấy này ra này. Đấy, và bật cho em như này. Đấy, bật như này nhá. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, bật này lên. Đấy, bật này. Tắt luôn anh cái quạt đi đi. Đấy, bật này nó sẽ lên các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, ấn xuống, xoay xuống không rồi. Đấy, thì các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, bật này nó sẽ lên. Đây em đã để quạt trần nó gió nó to quá đây. Đấy, chờ em 3 giây. 1, 2, 3, ok. Đó, đây, bật này nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên thì các bác dùng cái này. Các bác kéo cái này ra cho hết như này. Đấy, sau đó thì các bác chí vào đây.
chỉ vào đây xem các bác châm này cho em này. Đấy, châm một cái này nó lên này, đây. Châm một cái này nó lên này. Đấy, đây là nó không có dầu nhá, có dầu là nó lên ngay. Các bác theo, nó có dầu nó sẽ lên luôn thì rất là tiện. Đấy thì lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Con này thì sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, quai của nó thì nó sẽ là quai sách nhỏ như này, hoặc có một quai sách to bên trên cũng rất là tiện này. Đó. Bật quạt mình. Đó thì đèn dầu là 135.000 nhá. Còn cái con này thì các bác lên cho em là bật lửa cây nhá, bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Bật lửa cây này, lên cho em là bật lửa cây. Bật lửa cây giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con bật lửa cây như này nhá. 40.000 cho một con bật lửa cây. Còn đèn dầu thì giá của nó sẽ là 135.000. Ngoài ra thì bỏ cho anh hai cái, một cái sạc này với cái sạc kia luôn. Bên shop về cho bác kia máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ. Con này thì rất là tiện. Đấy, để cho các bác dùng để mình cho các em nó vui chơi. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà nó vẫn là trò chơi công nghệ. Trò chơi công nghệ rất là tiện và đẹp, sạch sẽ, nhỏ gọn. Kèm cho các bác một cái dây cáp sạc và một con máy cùng với là một cái thân như này. Bao gồm cho các bác là 224 từ vựng nhá, với rất nhiều chủ đề khác nhau đây. Đấy, 224 từ vựng với rất nhiều chủ đề khác nhau. Đấy, chủ đề là phi hành gia này, bố mẹ gia đình này, mặt trời này, động vật này, rồi rất là nhiều các cái con loài thú khác nhau nhá. Đây em sẽ bỏ ra để em test cho các bác xem luôn nhá. Đó, xe ô tô, xe cứu hỏa, xe taxi nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Đó, đây. Rất là nhiều các bác này. Đấy. Thoải mái. Đấy thì rất là nhiều các cái phương tiện khác như này. Đây, em sẽ test cho các bác xem nhá. Về nhà thì các bác bật cho em cái nút nguồn này đây, có cái nút nguồn này các bác bật lên này. Sau đó thì các bác nhét cái thẻ này vào này, nhét cái thẻ này vào này. Đó. Đấy. Đấy, có tiếng động luôn các bác nhá. Đây, đấy. Xe buýt trường học. Cho to nhỏ âm lượng ở đây các bác nhá. Đó. Đây, xe chữa cháy này. Xe chữa cháy. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Và đây con vật này, con sư tử này. Mời cắm thẻ lại. Đấy. Đây, đấy, con hổ này. Con hổ. Tiger. Đấy, các bác nghe nó kêu cực kỳ sống động luôn nhá. Đấy thì tắt nguồn thì tắt được cái nút này cho em này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 224 từ vựng và 112 cái thẻ như này. 112 cái thẻ này tha hồ. Đấy, bố cho vào, con cho vào, mẹ cho vào, anh cho vào, em cho vào mới hết được. Tại vì nó nhiều như này cho mãi mới hết được ngoài tay luôn các bác nhá. Đó. Cả nhà cùng chơi luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một cái bộ đọc thẻ như này. Lên trên là máy đọc thẻ nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90.000 cho một cái máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà, các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là ok thôi. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90.000. Đó. Máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con bật lửa các bác nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ có cho các bác là hai màu. Cái này hôm qua xem có chọn màu không đấy? Bốc ngẫu nhiên à? Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Nó sẽ đính một viên ngọc như này rất là đẹp này. Bỏ, cầm cho em cái màu vàng đấy xem nào. Phải chọn tự nhiên à? À đây rồi. Đấy. Thì đây chắc là nó để hai hộp rồi, mình đổ lẫn ra rồi. Đấy thì nó sẽ là hàng bằng thép nhá. Bằng thép và mạ vàng nhá. Một con là mạ vàng 18 carat và một con là mạ bạc. Hàng bằng chất liệu cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thép, mạ vàng và mạ bạc nhá. Rất là đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100... Con này là 130 à? 130.000, cầm cho anh cả cái bật lửa đồng hồ luôn. Giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác có thể là mình cho xăng thơm vào đây hoặc cho xăng thường cũng được nhá. Cho xăng thường cũng được. Đó. Nó sẽ là bật lửa bấc và đánh đá như này. Đấy, bật lửa bấc đánh đá như này. Thêm cả cái bật lửa điện luôn. Đó, bật lửa bấc và đánh đá như này các bác nhá. Bật lửa bấc và đánh đá như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì siêu dày luôn, nặng thì trịch luôn. Đó, nặng thì trịch luôn các bác nhá. Đấy, đính một cái viên ngọc như này rất là đẹp. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Hình con rồng quận này, hình con rồng quận cực kỳ tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Con này thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá.
hàng đựng trong cái hộp như này, siêu chất lượng và xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho gia đình và người thân cũng rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa, đó là con bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga và nó sẽ có cho các bác là con đồng hồ có đèn này. Đồng hồ có đèn như này nhá. Đấy, một con đồng hồ có đèn như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Cầm cho anh cả cái bật lửa la bàn ra đây. Giá sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là đấy, đầu tiên là bật lửa ngọc này. Đó, bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc hình con rồng đấy. Thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 đây. Đấy. Con này thì sẽ là 130.000 các bác này. Con này là con bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc là 130.000. Đấy, con này là bật lửa ngọc 130.000 nhá. Bật lửa ngọc 130.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho em cái con bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá. Bật lửa này, đồng hồ này, nó có sẵn cả đồng hồ luôn. Lên cho em là bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này. Đây có đèn báo này. Đấy, có đèn báo như này để các bác nhìn giờ nhá. Các bác chỉ cần nhấn vào này là đồng hồ chạy này. Đây, đồng hồ chạy bình thường nhá. Nhiều bác hỏi đồng hồ có chạy hay không. Đó, đồng hồ chạy bình thường. Lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa kèm đồng hồ. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ này về tự bơm ga cho em nhá. Ra cửa hàng mình bơm ga vào. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu bật lửa nữa. Đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bên shop rất nhiều mẫu bật lửa cho nên các bác xem kỹ video cho em. Đây thì nó sẽ là bật lửa kèm la bàn nhá, kèm la bàn như này. Đó, lên trên là bật lửa la bàn. Đấy, có cả móc khóa như này luôn, các bác có thể treo trực tiếp vào móc khóa này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con la bàn. Đấy, và về nhà các bác cũng tự bơm ga nhá. Tự bơm ga cho em đây, bật ở cái đầu này các bác này. Đấy. Khi các bác nhấp này thì cái đồng hồ nó sẽ lên đèn này. Đấy, con này nó cũng có đồng hồ luôn, có đồng hồ nhá. Đây, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, đồng hồ đang chạy bình thường. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một cái la bàn như này. Một con la bàn như này các bác này. Đấy, một con la bàn như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lấy thăng bằng này mình. Ở đây nó sẽ có một cái điểm viên nước này để các bác lấy thăng bằng cho em. Đấy, con này thì cũng tự bơm ga nhá. Đấy, tự bơm ga vào cho em. Đó. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga. Đấy. Lên cho em là bật lửa la bàn giá bao nhiêu nhỉ? Bật lửa la bàn nhá. Lên cho em là bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một con bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn thì nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu đen. Màu vàng và màu đen xám này, màu vàng màu đen xám. Còn con bật lửa đồng hồ thì chỉ có màu vàng này thôi. Bật lửa đồng hồ thì chỉ có màu vàng này thôi nhá. Đấy, màu vàng này thôi. Còn con bật lửa ngọc này thì nó cũng có hai màu anh em các bác nhá. Đấy. Con bật lửa ngọc này thì nó cũng có hai màu, màu bạc và màu màu vàng. Đấy, màu bạc và màu vàng. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá, nó sẽ đính hình viên ngọc như này. Đó. Rồi, ok. Đó. Hello chào bác nhá. Chỗ em nó đang mưa hơi ồn, các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ ràng hơn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay về cho bác cái Sen Inox hàng của Nhật nhá. Đây. Made in Japan các bác này. Đấy, hàng Sen Inox này, Made in Japan. Đó. Hàng Inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, Inox 304 này, Su 304 rất dày dẫn chắc chắn này. Đấy. Giòn giết các thứ rất là ngon luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là combo nhá. Một bát này, một bát một dây và một giá đỡ luôn. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Một bát một dây một giá đỡ như này. Combo cho các bác đầy đủ nhá. Gen xoáy ngon lành, giòn giết đầy đủ, chống nước cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó. Hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn đây. Đấy, dây thì dài khoảng từ 1m2 nhá. Dài khoảng 1m2 nhá. Rất là ngon lành luôn, dây chống rối nhá. Rất là to, dày dẫn chắc chắn này. Bát biếc cực kỳ là ngon luôn. Hàng loại 1 cao cấp nhá. Made in Japan nhá. Con này thì sẽ kèm cho các bác là cả giá đỡ luôn nhá. Có cả giá đỡ cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000. Đấy, đây. Inox 304M này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, sập và cực kỳ là ngon luôn nhá. Có giá đỡ, có ốc yếc cho các bác đàng hoàng nhá. Có ốc yếc cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Sập và cực kỳ là ngon luôn. Bắn vào tường này. Đấy. Con này thì bền vĩnh cửu luôn nhá, một con Sen Inox như này. Nước ra cực kỳ là ngon luôn và rất là nhiều các cái đường tia nước khác nhau nhá. Đấy, rất là đẹp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là Sen Inox nhá. Sen Inox tất cả đều bằng Inox hết này. Đấy, bằng Inox hết các bác này. Đấy, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, Made in Japan các bác nhá. Đó. Sen Inox Made in Japan các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 110.000. Các bác lên cho em là Sen Inox nhá. Sen Inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. Sen Inox này. Đó, Sen Inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một cái bộ Sen Inox như này, 110.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên cho em là bơm 1 ti. Hàng này thì chỉ có 100.000 cho một con bơm 1 ti như này thôi. Con này thì rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đó, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bơm thì cực kỳ là khỏe, đẫy hơi và đầm các bác nhá. Đấy, rất là đầm và đẫy hơi luôn. Đấy, xi lanh của nó bằng inox như này, xi lanh của nó bằng inox nhá. Bơm thì rất là nhẹ này, bơm thì nhẹ, đầm và đẫy hơi nhá. Đó, bật anh cái quạt tí. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này thì bơm được 7 cân nhá. Bơm được 7 cân các bạn. Đấy, các bác chỉ cần sập gọn này thôi. Cái này thì nó rất là gọn, chiều ngang của nó thì vào khoảng là 7 đến 8 cm, chiều dài của nó khoảng 30 cm. Các bác có thể đút cốp xe các thứ thoải mái luôn, rất nhỏ gọn nhá, rất nhỏ gọn, dày dẫn và chắc chắn này. Khung xương thì sơn tĩnh điện này, bằng thép sơn tĩnh điện, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Cầm anh cái bơm 2 ti đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bơm 1 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con bơm 1 ti như này thôi. 100k nhá, 100k cho một con bơm 1 ti như này. Rất rẻ luôn, nhỏ gọn. Đấy, nhỏ gọn rẻ và tiện dụng, các bác có thể bỏ vào trong cốp xe hoặc là để trong các cái túi sách nhỏ này các bác mang đi làm hoặc là đi ngoài đường cần mình phải bơm vá thì rất là tiện. Lên mã giúp bỏ này đi. Đấy đây. Lên mã giúp cho em là bơm 1 ti nhá. Đây rồi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy, bơm 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con bơm 1 ti như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái dòng bơm 2 ti đây. Các bác lên cho em là bơm 2 ti. Con này thì nó sẽ là hai xi lanh và dòng này của nó thì bơm cực kỳ là khỏe và đẫy hơi luôn nhá, cực kỳ khỏe đẫy hơi luôn. Hàng made in Japan con này, hàng của thương hiệu Santalay, made in Japan. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 cho một con bơm như này, hai piston nhá. Đấy, piston bằng inox này, bên ngoài khung xương thì sơn tĩnh điện cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đầu bơm của nó thì sẽ đầy đủ các phụ kiện cho các bác là bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Con này dung tích của nó bơm là lên tới 10 kg hơi nhá, 10 kg hơi, các bác bơm ô tô thoải mái. Con này thì cái chiều ngang của nó thì khoảng là 12 cm, chiều dài thì cũng vào khoảng là 30 cm. Con này thì cũng rất là nhỏ gọn, các bác có thể để cốp xe tay ga thoải mái nhá, để cốp xe tay ga hoặc là để vào các cái vị trí nào mà mình cảm thấy phù hợp để mình có thể là sử dụng mang đi đường hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là gọn gàng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con bơm 2 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 2 ti nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 240.000. Đấy, bao ship tại nhà, nguyên tiền ship nó mất 30.000 rồi, tính ra vào có 201 trong cái bơm như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti này. Bơm 2 ti giá của nó sẽ là 240k nhá. 240.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọc rác Thiên Nga các bác nhá. Qua lên cho em là lọc rác Thiên Nga. Đây nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Và nó sẽ là hình con chim Thiên Nga nhá, hình con chim Thiên Nga rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 25.000 cho một cái lọc rác như này thôi. Đó, 25.000 cho một cái lọc rác như này. Con này thì các bác khi mà mình rửa bát rửa đũa này hoặc là rau dợ các thứ đồ ăn thứ uống ở cái chậu rửa bát ấy thì các bác đổ hết vào đây cho em, sau đó thì mình vỗ nó vào thùng rác này là xong. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga này, lọc rác này. Lọc rác Thiên Nga nhá. Đó, Thiên Nga. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một con lọc rác Thiên Nga như này. Đó, 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này nhá, 25k. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có video review thực tế luôn. Đây các bác này, đấy thì bình thường nếu mà các bác đổ như này thì nó sẽ bị gọi là đọng vào các cái cặn ấy, nhưng mà đây giờ các bác treo lên cái chậu rửa cho em này. Đấy, treo lên cái thành chậu rửa như này, sau đó thì mình vỗ vào thùng rác rất là ngon luôn. Đấy, bình thường thì mình có thể để chứa đồ. Lúc nào mình đựng đấy, bình thường nếu mình đổ như này thì nó rất là bẩn thỉu nhá. Mòi móc rất là bẩn thỉu và tắc cống, nhưng mà đây các bác chỉ cần quạt con này là xong, rất ok luôn nhá. Đó, lên cho em là dọc lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy mài dao nhá. Đấy, các bác lên cho em là máy mài dao này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Lô này về thì nó sẽ có trực tiếp cho các bác ổ cắm luôn, các bác không cần phải cắm qua cái ổ USB nhà mình nữa. Có trực tiếp ổ cắm như này luôn này, có trực tiếp ổ cắm này luôn. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn và dễ sử dụng. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Về nhà các bác, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì mình bật công tắc này lên này. Công tắc lên là máy sẽ chạy này. Đây em sẽ đưa con dao vào em mài nhé. Đấy các bác thấy không, mài rất là ngon luôn các bác này. Đấy các bác thấy không, mài rất là ngon luôn nhá. Đấy các bác thấy không, đây đấy. Đấy các bác cứ đưa, cứ kéo đi như này cho em này. Đấy, rất là nhàn nhá,
dao mình để trên bàn máy này, mình để trên bàn bếp, hoặc là các bác có thể cầm tay như này. Và các bác muốn làm nó tiện dụng thì các bác có thể để trên bàn bếp nhá. Mài dao rất là bén luôn. Đó các bác thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đó, nó có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật này. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, lên cho em là máy mài dao nhá. Đó, máy mài dao này, máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con máy mài dao như này. Giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác một cái con dao, đó là con dao, các bác lên mã giúp cho em là dao vân gỗ nhá. Đây, hàng thì cực kỳ chất lượng, đựng trong một cái hộp như này. Rất chất lượng, xịn sò cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó. Đây, Seki Japan made in Japan này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Dao vân gỗ cán bằng gỗ và có bo đầu bo đuôi như này, 130.000 nhá. Để em cắt thử tiết giấy bóng cho bác xem này. Đấy. Một cái dây bóng siêu dai như này mà còn cắt được thì các bác biết rồi nhá. Đấy các bác thấy không này. Dao rất là bén luôn thì mới cắt được cái dây bóng dai như này. Dòng dây bóng dai mà còn cắt được là rất là ngon rồi nhá. Còn nếu mà dọc giấy thì chắc là rất là bình thường thôi các bác này. Đấy. Dọc giấy thì các bác biết rồi. Đó. Dao dài thì khoảng 30 cm nhá, dài khoảng 30 cm và bản của dao này thì vào khoảng là 4 cm. Đó, rất là dày luôn. Đấy, bản chiều cao của dao này thì khoảng 4 cm các bác nhá. Đó. Rất là ngon luôn các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ đỉnh cao luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Hàng của thương hiệu Seki Japan made in Japan cho bác nhá. Đó, Seki Japan made in Japan này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi, ok. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ giá của nó sẽ là 130k. Đó. Dao vân gỗ này, đó, dao vân gỗ. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này. Lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy các bác thấy không? Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy sôi ngục luôn các bác nhá. Đó thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá. Có chống dính luôn các bác này. Đấy, đu nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá. Hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này. Giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây, đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này. Một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này. Đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm. Đường kính 28cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn. Chiên, rán, xào, nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho bác cái con nồi, nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy, nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn.
Con này xôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này, hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Xôi rất là ác luôn. Đây. Đấy một con nồi lẩu như này, xôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho anh em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá, 18 cm. Đường kính của nó sẽ là 18 cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18 cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Điện thì nó sẽ là điện 220 này, đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đấy, nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, xôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó xôi rất là dài luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn xôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá đây. Công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này, nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã theo là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nhá, điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các bác nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng. Có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bạn này, nó đang sôi đây các bạn này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bạn này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sùng ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bạn này, đang sùng ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp được luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, sôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá. Đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này.
Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này. Độ mịn là 3.000, 8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. À, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 nhá. 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá. 3.000 trên 8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mà thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000, 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000, 10.000 thì cũng vậy. Thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy, thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn, trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ, các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá.
số to cực kỳ rõ ràng luôn các bạn này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2 mét, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn, bán thì dày khoảng 2 ly nhá, hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá, nó dao chặt Đức này, đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy, em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như nào nhá. Đấy, em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó, khá là bén luôn các bác này. Đấy, dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy, bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày, nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này, hàng made in Germany đó. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4-5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4-5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá, 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy, cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này, thì các bác có thể lắp vào đây, lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá, lục giác ba khe mũi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại, rồi laptop các kiểu, con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi, hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 mét nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 mét, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng này thì khỏi phải bàn rồi, giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt này tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá, 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy, nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường này nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn, và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là bộ dao ba con nhá, hàng của thương hiệu Asaka Japan các bác này, Asaka Japan. Bộ này thì sẽ bao gồm là ba con. Đầu tiên thì các bác lên cho em là con này con chặt gỗ nhá, con này con chặt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con dao chặt gỗ như này.
180k các nhá. 180k cho một con dao trần gỗ như này các bạn này. Hàng thương hiệu Asaka Japan, chữ của nó khắc chìm luôn. Hàng made in Japan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Con này thì để em sẽ test thử dọc giấy cho các bác xem cái dọc giấy của nó có bén không các bác nhá. Đó đây. Đây các bạn này. Đấy. Con này thì cũng dọc giấy khá là ok luôn nhá. Một cái tờ giấy mủn như này các bác này. Đấy. Cái tờ giấy của em nó rất là mủn mà con này nó vẫn dọc được bình thường nhá. Tức là dao cũng khá là bén đấy các bác. Đấy, dao khá là bén luôn. Đấy, một con dao chặt. Mình dày thì nó vào khoảng là 1.5 ly nhá. 1.5 ly. Hàng thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ này. Đó, lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đó. Cái này em chỉ gọi theo tên như thế thôi. Cán nó bằng gỗ thế nên em gọi là dao chặt gỗ. Giá sẽ là 180k nhá. 180k. Chiều dài của lưỡi khoảng 20 cm, chiều cao này thì khoảng là 10 cm và chiều dài của cả dao thì khoảng gần 30 cm. Đấy, cán ốp gỗ chốt ba đinh Asaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì khá là bén nhá. Các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá ok hết nhá. Giá sẽ là 180.000đ, lên cho em là chặt gỗ này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó sẽ là con dao thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Hàng thì của thương hiệu Seki Japan. Đó, con này thì bên shop để em test dọc giấy cho bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000đ nhá. Đấy, 90.000đ. Con này thì cũng là hàng siêu bén luôn con này, hàng siêu bén luôn. Đấy, một cái tờ giấy mủn như này mà em dọc nó rất là ngon con này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 đợt này về cho bác giá còn 80k nhá. Lên cho em là thái gỗ này, đó thái gỗ. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con dao thái gỗ như này các bác này. Đó, 80k. Con này thì chiều dài khoảng gần 30 cm. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, made in Japan các bác nhá. Nó rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì em về cho bác cái con gọt gỗ nhá, con gọt gỗ này. Đấy. Hàng cũng của thương hiệu Asaka này. Đấy, Asaka Japan này. Chữ khắc chìm như này luôn. Con này thì cũng khá là bén luôn nhá. Để em dọc giấy cho bác xem này. Đấy, rất là bén luôn con này. Dao thì siêu bén cho bác luôn. Đây các bác theo. Đấy, dao rất là bén nhá. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác theo. Đấy, rất là bén này. Đó. Dao rất là bén luôn. Đó. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con dao gọt gỗ như này. Các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Đấy, gọt gỗ này. Đấy, các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Con này con to là thái, còn con này là gọt gỗ này. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k. Đó. 40k cho một con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy, 40k. Đấy thì combo của nó sẽ bao gồm là 3 con như này. Nếu mà các bác mua 3 con thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 180.000, đó là 260.000 nhá. 260.000. Thì sẽ được tặng kèm con này các bác nhá. Đấy, mua 2 thì sẽ được tặng 1. Đấy, mua 2 con này thì sẽ mua 2 con to thì được tặng một con nhỏ như này. Còn các bác mua lẻ thì không được tặng nhá. Còn là mua 2 con nhỏ, 2 con to thì sẽ được tặng còn một con nhỏ như này. Tổng của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bộ 3 dao như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó, bộ 3 dao cán gỗ này. Đó, bộ 3 dao cán gỗ nhá. 3 dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260k nhá. 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi. Và các bác sẽ nhận được bộ 3 con dao như này. Hàng thép trắng của Nhật không gì nhá. Cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và sắc bén cho các bác luôn. Bộ 3 dao như này. Giá sẽ là 260.000. Bao sim tận nhà cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là kẹo. Các bác lên cho em là kẹo chuột nhá. Đó, kẹo chuột. Đó. Thì cái này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, kẹo chuột. Đây, nó sẽ là một cái viên thuốc dạng hình viên kẹo như này. Đấy, có lên cho em là kẹo chuột nhá. Con này thì siêu nhạy cho bác luôn. Màu hồng nhá. Đấy, riêng con chuột là cái màu hồng này nó rất là bị thu hút nhá, rất là bị thu hút luôn. Đấy, cho nên là khi mà các bác sử dụng cái này thì nó rất là nhạy các bạn. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho rắc 10-20 viên vào các khu vực nào nhiều chuột, nhiều chuột qua lại, chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con nha các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần rắc cho em vài chục viên vào cái khu vực mà nó hay đi lại. Đấy là sẽ dính luôn. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nhá. Đấy, mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn nhá. Bán số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bên shop cũng bán rất là nhiều nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này, đó. Kẹo chuột giá của nó sẽ là 30k trên một hộp như này nhá. 30k trên hộp như này. Hàng siêu nhạy cho các bác luôn, hàng siêu nhạy cho các bác luôn. Đó. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này thôi. Con này thì nó thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Đây, chuột ăn là nó sẽ chết cả đàn luôn nhá. Chết cả đàn luôn, rất là tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thuốc trị đau dạ dày các bác nhá. Thuốc trị đau dạ dày. Đấy thì cái này giá của nó là bao nhiêu? Đau dạ dày. 90.000 cho một vỉ như này nhá. 90.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 5 vỉ nhá. Đấy. 90.000 cho một hộp như này bao gồm cho các bác là 5 vỉ này.
thuốc đau dạ dày 1234, dòng này thì siêu nhạy luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, nó là dòng thuốc nam nhá, uống cực kỳ an toàn luôn. Các bác cứ uống cho em một liệu trình là một tuần, sau đó thì mình lại nghỉ và mình lại uống tiếp thì rất là tốt các nhá. Đấy, một tuần sau đó thì các bác nghỉ từ 3 đến 5 ngày. Sau đó các bác lại uống tiếp cho em, uống liên tục cho em trong vòng là khoảng 3 đến 5 hộp là các bác sẽ trị dứt điểm được cái chứng đau dạ dày luôn nhá. Dạ dày rồi đại tràng các thứ, rồi đại tràng co thắt, rồi nói chung là kích thích ruột các thứ. Các bác dùng cho em là cực kỳ ok luôn. Lên mã giúp cho em là thuốc đau dạ dày nhá, thuốc đau dạ dày. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một hộp, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 vỉ như này. Đấy, 5 vỉ và mỗi vỉ này của nó sẽ là 10 viên nhá. Các bác uống thì cứ uống cách Nhật ra cho em nhá. Đấy, cách Nhật ra cho em cứ uống một tuần, sau đó thì nghỉ 3 ngày rồi các bác lại uống tiếp. Mỗi lần thì các bác uống thì uống cho em là 2 đến 3 viên. 2 đến 3 viên à? Uống trước ăn à? 2 đến 3 viên và uống sau ăn cho em nhá. Đấy, mỗi lần thì uống từ 2 đến 3 viên và uống sau ăn cho em. Đấy, hắn trong cùng đi. Lên mã giúp cho em là thuốc đau dạ dày nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho loại thuốc đau dạ dày như này. Sản phẩm tiếp theo đó là Nabil Shop tiếp tục về cho bác cái điện thoại nhá. Thì nó sẽ có dòng 1 SIM và dòng 2 SIM. Đó. Con này thì nó sẽ là điện thoại 2 SIM này. Đấy, bỏ anh cái 1 SIM ở đây. Đấy, con này là sẽ là điện thoại 2 SIM, đều là hàng của thương hiệu Nokia hết nhá. Nokia hết. Pin biếc thì các thứ em để bên ngoài hết, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin rồi có cả củ sạc đầy đủ. Con này thì bên Shop bán rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái điện thoại, nó cũng phải bán cho các bác là từ 3 đến 500 nghìn. Đó, thấp nhất là cũng phải 280 đến 300. Đấy, nhưng mà đây bên Shop bán cho các bác giá chỉ có 230.000 thôi. 230.000 cho một con điện thoại Nokia 2 SIM như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Con này sẽ là con 2 SIM nhá. Đấy, các bác chọn chế độ tiếng Việt cho em này. Đấy, sau đó là ok này. Đó, đã xong. Đó, thì cái này nó có tiếng Việt, tiếng Anh và rất nhiều ngôn ngữ khác nhá. Con này là 2 SIM nhá. Đó, lên cho em là điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó, đây là điện thoại 2 SIM nhá. Có cho các bác dòng điện thoại 1 SIM luôn. 1 SIM thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM, giá của nó sẽ là 230k và bao SIM tận nhà cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì có cho các bác là cái dòng 1 SIM nhá. Con 1 SIM này thì bên Shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho một em điện thoại 1 SIM như này. Đấy, cũng hàng của thương hiệu Nokia hết này, hàng Nokia made in Japan các nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một con điện thoại như này kèm thêm một pin, một đốc sạc. Đấy, giá chỉ có 150.000 thôi. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đây Nokia hết này. Đấy, logo riếc của Nokia nhá. Đó thì con này giá bên Shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. Đây, bật nguồn cho các bác xem này. Đấy, Nokia logo của hãng này. Lên cho em là điện thoại Nokia nhá. Con này thì bên Shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó, cho một con điện thoại Nokia như này. Đấy. Các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy. Phím to rõ ràng. Đấy. Logo của hãng này. Đấy. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000. Lên cho em là điện thoại Nokia 1 SIM. Đấy, lên cho em là điện thoại 1 SIM nhá. Đó, điện thoại 1 SIM. Giá sẽ là 150k. Đó. 150k cho con điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM. Đó, 1 SIM giá sẽ là 150k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên Shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bình voi này. Đây nó sẽ là một con bình dung tích của nó sẽ là 1,2 lít nhá. 1,2 lít. Đấy, và con này thì nó sẽ có cả quai sách, quai đeo như này đầy đủ cho bác luôn. Về nhà nó sẽ có cái quai này, về nhà các bác lắp vào cho em này. Hàng của Nhật này. Con này thì nó sẽ là dung tích là 1,2 lít nhá. Đó đây, quai của nó đây các bác này. Đấy. Thì hôm trước bên em có cái 1 lít 3 nha, 1 lít 3 nó hết rồi thì hàng phổ thông vẫn là 1 lít 2. Đấy, các bác lắp cái quai này vào cho em này, lắp cái quai này vào nhá. Đấy, cái quai này lắp đúng cái lẫy cho em. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút, nó dòng gọi là dòng là ống hút thông minh nhá, ống hút thông minh. Thì con này về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, bóc ra cho em, sau đó thì mình sử dụng cái phần ống hút này. Đây. Đấy, bóc ra cho em này, sau đó thì mình ống hút này nó sẽ có hai đầu. Một đầu của nó sẽ là mềm, đầu mềm thì các bác cho ống dưới và đầu cứng cho lên trên. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đây, hàng inox 304 này, sáng bóng này, giữ nhiệt cho các bác luôn. Đấy, giữ nhiệt 24 giờ luôn các bác nhá, giữ nhiệt 24 giờ luôn. Đó. Đấy, giữ nóng giữ lạnh nhá. Đấy, nóng lạnh cho các bác luôn. Cực kỳ là ok luôn. Bỏ sang cái giá rộng bên này này. Giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Đây, đây các bác này. Đấy, con này thì các bác chỉ cần sập vào cho em này xong này. Đấy, sập này là xong. Đó, đây, đậy nắp vào. Đó, rất chắc chắn luôn, dung tích 1,2 lít. Còn khi các bác mở nắp ra thì chỉ cần bật này là ra là cái nắp nó cái ống hút này nó sẽ đẩy lên, nó rất là tiện. Đó, và giá thì bên Shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá. Đấy, lên cho em là bình voi. Giá thì bên Shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đó. Lên cho em là bình voi này. Đó, bình voi. Dung tích là 1,2 lít, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, 1,2 lít nhá. Dung tích là 1,2 lít, giá sẽ là 160k.
Đó, 160.000 cho con bình vo như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho bác cái con robot hút bụi nhá. Robot hút bụi. Con này thì nó cũng khá là tiện dụng luôn, để cho các bác sử dụng trong các cái vệ sinh hàng ngày. Đó, vệ sinh hàng ngày, vệ sinh nhà cửa các bác nhá, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nó hút rất là khỏe nhá. Đây. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Về nhà các bác tháo cho em cái chân này ra này. Đấy, tháo cái chân này ra. Đó, sau đó thì các bác bật cái nguồn này lên để khởi động này. Đấy. Con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc qua cho em nhá. Con này nó đang bị hết pin mất rồi. Về nhà thì các bác cắm sạc qua cho em mấy phút là được. Đó, thì con này nó đang à đây nó có cái phần cản pin này. Các bác tháo cái phần cản pin này ra cho em nhá. Có cái lẫy cản pin ở đây các bác tháo ra cho em. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây nhá. Đây cho các bác quan sát ở bên trong nhá. Đấy, trắng sạch trơn nhá, sạch trơn như này nhá. Đấy, giờ em chỉ cần để xuống dưới chỗ đất này một tí là nó hút là bụi nó sẽ vào đầy luôn các bạn. Đấy, nó hút là bụi sẽ vào đầy luôn. Đây, thực tế luôn em giữ màn hình liên tục luôn quay cho bạn. Đây các bác nhá. Đây, đây con này. Đó. Đấy, em chỉ cần để một tí này thôi là nó hút là bụi sẽ vào đầy luôn nhá. Đó. Đấy, trông thì cái nền thì rất là sạch như này nhưng mà hút một phát là có bụi mịn luôn. Có bụi mịn luôn. Thế mới sợ chứ các bạn. Đó. Đây. Con này nó rất là thông minh luôn, cứ chạm là nó sẽ lùi lại, chạm là nó lùi lại. Đấy, nó quét rất là sạch luôn. Quét rất sạch luôn. Đấy, chạm là nó lùi lại các bác nhá. Cứ chạm là nó lùi lại nó sẽ quay đầu các bác nhá. Đấy, rất là tiện. Đây, đấy, rất là ngon lành luôn. Và nó quét rất là chậm rãi sạch sẽ, các bác cứ để này thôi. Dòng này thì nó cũng là cái dòng bình thường đấy, có hơn 100.000 cho nên là cái pin của nó cũng vừa phải thôi các bác nhá. Các bác muốn pin trâu thì không có đâu. Con này thì pin nó vừa phải thôi. Đây em sẽ cho các bác xem luôn nhá. Đây, dừng này. Đó. Con này thì pin của nó thì nó chỉ được vài chục phút thôi các bác nhá. Vài chục phút thôi. Đây các bác này. Đấy. Hút một tí mà trong này nó đã đầy bụi rồi các bác này. Đấy, trông thấy chưa? Các bác nhá. Vừa nãy trắng tinh luôn mà bây giờ nó đã bụi mịn nó vào đầy rồi các bác này. Đấy, bụi đây này. Đấy, bụi nó vào trong các góc này các bác này. Đấy mà cái nền nhưng mà tương đối là sạch đấy mà nó vẫn hút vào những cái bụi vào như này. Đấy và mới có khoảng mấy giây thôi nhá. Các bác cứ để liên tục xem nó hút rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 130.000 cho một con robot hút bụi này thôi. Lên xem là robot hút bụi nhá. Giá sẽ là 130k, rất là rẻ luôn các bác. Đấy, 130.000 các bác nên mua và trải nghiệm nhá. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Đấy, robot này. Robot hút bụi lên đúng tên cho em nhá. Robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 130k cho con robot hút bụi này. Rồi ok. Hello các bác nhá. Nay bên shop về cho bác cái bộ quần áo mưa rất là đẹp đây. Thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Tú Phương, hàng chính hãng nhá. Đó, hàng chính hãng của Tú Phương này. Đấy, đạt 3 cúp vàng của Việt Nam chất lượng cao này, chống mưa, chống lạnh này. Đấy, đây em sẽ mặc thử cho bác xem luôn. Đấy, combo một cái bộ áo mưa như này. Cỡ này của nó sẽ là cỡ XL các bác nhá. Đó, cỡ khá là to luôn. Đấy. Mặc vào thì rất là đẹp các bác này. Dày dẫn chắc chắn nhá, có cả mũ miếc cho các bác đàng hoàng, chống nắng, chống mưa rồi chống lạnh cho các bác luôn. Rất là ngon lành cành đào các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, đây. Người mẫu của em đang mặc đây, rất là đẹp luôn các bác. Đấy, cài khuy vào này. Rất là ngon lành luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng để phục vụ các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, kéo kín cổng cao tường luôn. Đó. Đấy, rất là đẹp đấy các bác này. Đấy, có cả mũ luôn. Lộn ra, mũ đằng sau này. Đấy, mũ thì ở cái đằng sau này nhá. Đây, được rồi. Đấy, đây nó sẽ là cái mũ dắt ở đằng sau như này. Đấy, rồi lấy ra đi. Đội vào. Đó. Đây, có cả mũ cho các bác luôn nhá. Rất là ngon này các bác. Đấy, cái mũ thì nó sẽ lồng ở đằng sau nhá. Đấy, có cả mũ cho các bác luôn. Đây. Đấy, mũ có cả phần chắn như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác này. Đấy, đây, người mẫu bên em đang mặc đây. Cao 1m63 nhá, cao 1m63. Đấy, xoay đằng trước đằng sau cho xem nào. Ui giời, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây là người mẫu em là cao 1m63 nhá. Đấy mà mặc rất là chuông chắn và đẹp luôn. Thì các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đó, rất là đẹp các bác này. Đây. Cởi ra để xem bên trong này. Đó. Bây giờ cái áo này thì của nó sẽ là hai lớp các bác nhá. Hai lớp cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn này. Đấy, nó sẽ là hai lớp này, được rồi, cởi ra. Đó, sẽ hai lớp này. Quần thì cũng rất là rộng luôn nhá. Đấy, các bác có tuổi cân nặng cũng mặc thoải mái luôn. Đây, đấy. Của nó sẽ là thuộc dạng là vải, nó sẽ là vải tráng ni lông nhá. Đấy, thuộc dạng là nước đổ đầu vịt luôn. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn. Tay thì có đai như này. Tay của nó có đai như này để khi các bác sử dụng thì ví dụ như mình đi giày mưa, sợ mưa hoặc là gió nó tốc vào cũng ok. Mặc cả con này đi. Đấy, sợ mưa, sợ gió nó tốc vào cũng ok luôn các bác nhá. Đấy, mưa gió nó tốc vào cũng ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ quần áo mưa, giá của nó sẽ là 195.000. Đây, hàng chính hãng của thương hiệu Tú Phương, Tú Phong này. Đấy, áo mưa cao cấp, cỡ của nó là XL nhá. Bên em có XL và có 2XL, 3XL, đầy đủ các cỡ cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là thuộc hàng trần chín như này. Trần chín như này thì các bác yên tâm nhá. Đấy, hàng trần chín như này. Chất liệu của nó thì là bằng vải phủ ni lông. Đấy, không thấm nước nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái áo mưa choàng nhá. Các bác lên cho em là áo mưa choàng. Đấy, ở đây thì
nó sẽ là dòng áo mưa to, có cả cái tấm kính để gọi là tấm áo mưa trắng, để khi các bác sử dụng thì có thể là đèn nó soi được. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái choàng ở đằng trước này, cái này để các bác chùm lên kính ấy. Hai cái này là chùm lên hai cái gương này. Đó, rồi quay đằng sau này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Hàng thì cực kỳ là rộng luôn. Đây các bác xem này. Đấy, khi mà mẫu mặc vào là tới chân luôn, 1m6 mấy mà tới chân luôn. Thì trẻ con thì biết ngồi đằng sau này rất thoải mái này. Đấy, có trẻ con ngồi đằng sau cũng rất là ok. Đó các bác thấy không? Trẻ con chùm đằng sau ok. Rồi quay đằng trước nào. Đó, rất là rộng các bác này. Đấy. Hàng này là hàng loại to nhá, hàng loại to. Rất là đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn rồi, ok. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó thì cũng là dạng là vải phủ ni lông đây các bác này. Đó, nó sẽ là dạng vải phủ ni lông như này. Vải phủ ni lông như này các bác này. Đấy, nó sẽ là vải phủ ni lông như này, cho nên là dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đó. Và từ những cái đường trần đường máy của nó rất là kỹ luôn. Đây. Đấy, đường trần đường máy của nó rất là kỹ luôn và nó ép chín hết nhá. Ép chín hết cho nên là các bác yên tâm sử dụng đây. Đấy, đường trần đường máy nó ép chín hết các bác này. Đây. Gần 100% là ép chín hết thế này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, và nó sẽ có cả cái tấm kính như này, tấm kính như này để các bác che này. Đấy, có cả tấm kính để các bác che luôn. Đó. Đây, nó sẽ có hai cái tấm kính như này để các bác che nhá, hai cái tấm kính luôn. Đấy, thì đây là cái bên ngoài của nó này các bác. Đấy, khi các bác che nó sẽ che xuôi như này để cho nó khỏi bị nước nó hắt vào mắt nhá. Đấy, có cả che trên mái và che xuôi trước mặt như này. Nó như một cái tấm kính luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 100 à? Các bác lên cho em là áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng này. Cái này là áo mưa choàng nhá. Đó. Áo mưa choàng. Áo mưa choàng này thì sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa. Giá của nó sẽ là 195.000, bộ quần áo mưa này. Cái bộ này là bộ quần áo mưa nhá, bộ quần áo này. Bộ quần áo mưa. Giá của nó sẽ là 195k nhá. 195k cho bộ quần áo mưa. Còn các bác mua nguyên cái áo choàng cái thì giá chỉ có 100.000 thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn hai đầu đây, đèn hai đầu siêu sáng luôn. Tắt cho cái điện đánh test luôn. Đó, đèn hai đầu siêu sáng đây, đây em sẽ chả tí. Đây em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. À, con này thì rất là sáng luôn. Tắt hết, dập cổ dao. Dập cổ dao. Đó, đèn thì siêu sáng luôn. Đó, đây em sẽ test cho các bác xem này. Đấy. Em sẽ tắt điện đi các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái đèn của em này, độ sáng của nó thì khỏi phải bàn luôn. Đấy, em đang bật đèn này nhá, độ sáng khỏi phải bàn luôn các bác này. Còn pha nó rọi thì các bác biết rồi. Đây, pha của nó rọi này các bác này. Đấy. Độ sáng của nó, con này các bác có thể dùng để đi biển này, đi rừng, đi phượt này, hoặc là phòng khi bất điện bão gió rất là tuyệt vời luôn. Ok. Đó, nó rất là sáng các bác nhá. Sáng. Đây cái điểm sáng của nó có thể nói là cái điểm sáng của nó là không nhìn thấy gì luôn nhá. Rất là sáng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Nó sẽ có cho bác là một con đèn đằng trước như này, kèm thêm một con đèn bên hông như này nhá. Đó, có báo sẵn pin luôn và có thêm một cái đèn đầu bên này nữa, đèn đầu bên này là ánh sáng rộng để các bác có thể dùng ăn cơm ăn nước hoặc là sử dụng sinh hoạt nhá. Có báo pin, có cổng sạc vào và có cho các bác là một chân sạc ra cho điện thoại khi mà mình mất điện nhá. Đó, rất là tiện dụng cho bác luôn. Rất sáng các bác, độ sáng của nó thì khỏi bàn luôn các bác này. Đấy. Sáng xa của nó thì có thể là từ 600 đến 1.200m nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, hàng này ở bên Nhật nó dùng cho cảnh sát Nhật đấy, cho nên là đây police các bác này. Đó, made in Japan nhá. Độ dọi xa của nó từ 800 đến 1.200m. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá. Không nói zoom thì nó mưa này nghe gì. Phải nói to lên đi. Lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đó. Đèn hai đầu, giá của nó sẽ là một con đèn hai đầu này sẽ là 260k nhá. 260k. Các bác lên cho em là đèn hai đầu nhá, tại vì bên shop cũng có cái đèn pin cảnh sát Nhật. Đấy, cho nên là các bác lên mã cho em là đèn hai đầu. Cầm cho anh cái đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy, quay luôn cho các bác xem để cho nó khỏi bị nhầm lẫn. Đấy, con này thì cũng là của cảnh sát Nhật nhưng mà nó là dạng đèn to, còn bên shop có một cái đèn pin cảnh sát Nhật đây, em sẽ quay cho các bác xem luôn. Đó. Thì ngoài cái đây các bác này, đấy nó sẽ là một con đèn pin như này. Đó. Hàng của cảnh sát Nhật cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đây. Cũng có một đèn kèm thêm một cáp sạc này. Đấy, một đèn kèm một cáp sạc như này. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Con này thì là đèn em sẽ lên tên là đèn cảnh sát Nhật. Ở đây thì nó sẽ có là một đèn sáng như này các bác này, một đèn sáng như này. Đấy, nhấp nháy này. Một đầu phá kính này, một đầu phá kính này, một đầu cắt dây này. Đấy, rồi có pin năng lượng mặt trời này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rồi có la bàn nhá, la bàn. Có còi hú này. Đấy, la bàn còi hú này. Đấy, và rất nhiều chức năng ấy nhá. Sáng thì nó sẽ có là sáng bên hông này, nhấp nháy cảnh báo này. Đó, rất là tiện các bác này. Đấy, và sáng đằng trước này. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đó, sáng trắng này, rất là tiện luôn.
có nhấp nháy cảnh báo nhé. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ ra hết các chức năng nhé. Đó, giữ lì cái phím đằng trước này cho em. Đó, rất là tiện dụng này. Con này thì giá sẽ là 180k. Con này thì các bác lên cho em là đèn cảnh sát Nhật nhé. Đèn cảnh sát Nhật. Đấy. Đèn cảnh sát Nhật này. Đèn cảnh sát này. Đó, đèn cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhé. 180k cho con đèn cảnh sát Nhật thế này. Đấy. Con này thì bên shop sẽ lên tên nó là đèn cảnh sát Nhật các nhá. Đèn cảnh sát Nhật 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng đèn nữa, đó là đèn cảm ứng nhá. Đấy, đèn cảm ứng. Con này thì nó sẽ có cảm ứng cho các bác luôn. Cảm ứng thì con này nó rất là tiện. Khi mà các bác sử dụng thì mình trong các cái công việc, ví dụ như tay chân mình bẩn, mình không muốn nó chạm vào đèn, chạm vào công tắc, thì các bác chỉ cần dùng cái phần cảm biến này cho em thôi. Đó, nó sẽ có cảm biến ở đây. Đấy các bác nhá. Đây, có cái phần cảm biến này. Đấy, gạt qua là sáng này, gạt qua sáng, gạt qua tắt này. Đấy, bật này, tắt này, bật này, tắt này, rất thông minh luôn nhá. Đó, chỉ cần gạt tay này thôi là nó sẽ cảm biến, nó sẽ chuyển động. Nó có hai con mắt cảm biến đây, một con bật, một con tắt này. Các bác cứ gạt qua gạt lại này là cảm biến này, rất là nhạy luôn các bác nhá. Rất nhạy luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn các bác này. Pha của nó rất là giỏi luôn. Các bác thấy không? Đây, điểm sáng của nó khá là lớn nhá và pha rất là giỏi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn cảnh sát Nhật như này. Giá của nó sẽ là 100 mấy? Hả? À, con đèn cảm ứng. Các bác lên cho em là đèn wifi nhá. Con này thì bên shop lên nó là đèn wifi. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đèn wifi như này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130k. Đấy, lên cho em đèn wifi hoặc là đèn đeo đầu wifi, giá sẽ là 130.000. Rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái băng keo điện này, hàng về số lượng. Đó, về theo bao như này. Đó, nó là hàng bãi các bác nhá. Và rất là nhiều mã hàng nữa, dây điện bãi Nhật cho các bác, rất là đẹp chất lượng luôn. Đó, rồi led các bác nhá, led dây 5m này và rất nhiều mã hàng. Em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì băng keo lô này em về thì nó sẽ là các cái màu xanh đỏ tím vàng như này các bác nhá, xanh đỏ tím vàng linh tinh như này. Đấy, nhưng chủ yếu là màu đen và màu xám nhá. Hai cái màu phổ thông nó sẽ là màu đen và màu xám. Hàng thì nó sẽ là hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác nhá. Băng dính của nó thì nó sẽ là dòng siêu dai siêu dính cho bác luôn, siêu dai siêu dính luôn đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan các bác nhá. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, băng dính này của nó thì phải nói là nó là dòng băng dính siêu dai và siêu dính luôn và siêu mỏng nhá. Đây. Đấy, nó rất là mỏng này các bác này. Mỏng dai và dính nhá. Mỏng dai và dính, rất là dính luôn các bác này. Độ bám dính của nó thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Đấy, rất là dính luôn nhá. Dai, dính và rất là mỏng. Và cái lõi này của nó gần như không có lõi luôn, gần như không có lõi luôn. Đấy, lõi giấy gần như không có luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một đây, made in Japan các bác này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một cái cuộn băng keo này thì bán lẻ sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 mua cả cân thì nó sẽ là 80.000 một cân nhá. Đấy. Bên shop thì sẽ bán theo combo. Đấy, ví dụ như các bác mua là một quận này sẽ là 10k trên một quận như này nhá. 10.000 trên một quận như này. Đấy. Nó sẽ là 10.000 một quận như này. Đấy, và mua cân thì nó sẽ là 80k một cân nhá. Đấy, 80k trên 1 kg. 1 kg thì nó từ 7 đến 10 quận, tùy theo to nhỏ nhá. Tùy theo to nhỏ 80.000 trên một cân. Và mua nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45k trên nửa cân nhá. 45.000 trên 0,5 kg. 0,5 kg là sẽ là 45k không nhá. 0,5 kg thì sẽ là 45.000. Hàng nội địa của Nhật. Đấy. Các thương hiệu luôn, Denka rồi Ramato này, rồi rất là nhiều thương hiệu khác nhau luôn. Đây. Đấy, thương hiệu Denka này, made in Japan các bác này. Đó. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dây điện vàng nhá. Dây điện vàng. Thì nó sẽ là một cái dòng dây điện 30 m như này. Đấy, 30 m như này các bác. Đấy. Một cuộn này của nó sẽ là 30 m. Có đèn báo đèn biếc đầy đủ luôn. Hàng bãi nội địa của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Taichi. Taichi made in Japan các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Taichi đây. Made in Japan, có đèn báo cho các bác luôn. Dây thì 100% là lõi đồng nhá, kết nối cực kỳ là ngon luôn. Đầu cắm chuẩn chỉ, kết nối cực kỳ là ngon luôn. Hàng nội địa của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là 4 ổ cắm này, 2 ổ cắm chân tròn và 3 ổ cắm là hàng chân khó như này để cho các bác sử dụng nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Đây, cắm kết nối cực kỳ là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Đó, giá của nó sẽ là 195.000 cho một cuộn dây 30 m thế này. Đây em sẽ cắm điện cho các bác xem.
Dây của nó thì siêu mềm luôn các bạn nhá. Dây của nó thì nó rất là mềm các bạn. Đây, dây của nó thì nó mềm lắm các bạn. Đây. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này các bạn này. Đấy, có đèn báo luôn. Hàng của thương hiệu Tachi nhá. Tachi Made in Japan nhá. Made in Japan. Đó. Và giá thì dây rất là mềm như này. Rất là mềm như này nhá. Đấy, dây cực kỳ là mềm cho các bác luôn. Một cuộn này là 30 mét, dây lõi đồng, dây 1.5 nhá. Dây này của nó là dây 1.5 thôi. Đó, và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Ổ thì nó sẽ là dòng ổ đúc nhá, chống va đập thoải mái, có đèn báo nhá. Đấy, có đèn báo như này. Ổ chống va đập thoải mái này, thấy con chưa? Đập vào tường này. Đây này. Đấy, không có hề ấn gì luôn nhá. Đập vào tường này, thoải mái luôn các bác này. Đấy, đang cắm điện vẫn đập bình thường các bác này. Đấy, rất là ngon. Đây, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình sử dụng cầm anh cửa sổ mình nhá. Các cái thiết bị lặt vặt trong gia đình này, rồi các bác có thể dùng để mình sử dụng cho các cái công việc đều được hết. Tại vì nó rất là dài, thì khi mà mình sử dụng là làm các công các việc thì nó đều rất là tiện dụng. Đó, và dây của nó thì tới 30 mét và dây của nó rất là mềm luôn. Đấy, các bác lên cho em là dây vàng nhá, dây vàng. Lõi của nó sẽ là 1.5. Đó, lên cho em là dây vàng này, đó. Dây vàng, lõi của nó sẽ là 1,5 ly nhá, 1,5 ly. Và giá của nó sẽ là 195k nhá, 195k. Dây vàng 30 mét nhá, lên cho em là dây vàng 30 mét. 195k cho một cuộn như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên em sẽ về nó sẽ có 3 mẫu. Dây này cũng là dây hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng của Nhật. Dây này thì cũng rất là cao cấp luôn. Dây này của nó thì nó sẽ là lõi 2.5 nhá. Lõi 2.5 cho các bác này. Đấy. Hàng của Japan này, CU này. Đấy, Japan CU đây. Đấy, CU Japan này, lõi 2.5 nhá. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn, rất là mềm nhá, rất mềm như này. Đấy, FA 2.5 này, CU này. Đấy, Japan CU nhá. Đó. Công suất của nó từ 300 đến 500 V nhá, từ 300 đến 500 V. Dây 2.5 đó. Và nó là hai dây nhá, cũng có đèn báo nhá, có đèn báo đập phá thoải mái luôn, có đèn báo chống va đập đập phá thoải mái. Kéo cho anh cái ổ điện ra đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con dây ổ đúc như này thì bên em sẽ bán theo mét nhá. Đấy, theo mét thì nó có dòng 5 mét này. Có cái dây bên này này. Dòng 5 mét này, dòng 10 mét này. Đấy. 5 mét, 10 mét và qua vẫn treo đây thấy. Em cắm điện cho các bác xem này. Đấy, có đèn báo như này. Có đèn báo và nó cũng là dòng dây ổ đúc nhá. Cắm điện thì nó sẽ lên đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi mà các bác làm chiến công trình trước con này thì rất là ok. Con này thì dây 2.5 cho nên các bác dùng máy khoan, máy cắt, máy mài và các cái loại máy rất là ok luôn. Ăn lẩu ăn liếc cực kỳ thoải mái luôn và rất là tiện dụng, có quai đeo quai sách như này. Rất tiện dụng các bác này. Đây. Hàng này thì đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Hàng dây cao su này thì đập thoải mái các bác này. Đây. Đấy, đập này. Đấy, đập thoải mái luôn các bác nhá. Nó là dòng cao su non. Đấy, nó là dòng cao su non cho nên là dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đây. Nó sẽ là dòng cao su non như này các bác này. Mã này thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá. Một mẫu là 5 mét này, mấy mẫu là 10 mét và một mẫu là 30 mét. Đấy thì các bác lên cho em là dây xanh nhá, dây xanh. Đó thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Thì bên em sẽ lên giá cho các bác từng mẫu một. Đấy thì các bác lên cho em là dây xanh nhá, dây xanh này. Đó, dây xanh. Dòng 10 mét. Đấy, 5 mét. 5 mét thì nó sẽ là 220k nhá, 220k. Đó. 10 mét thì giá của nó sẽ là 330.000. Và 30 mét nó bằng cái dây vàng ấy, nhưng mà lõi nó là lõi 2.5 hết nhá. Giá của nó sẽ là 650.000 nhá, 650k. Đó, 650.000. Thì con này của nó đều là lõi 2.5 nhá, lõi 2,5 ly nhá. Các bác lên cho em là dây xanh nhá. Đấy, có loại dây xanh, dây vàng như này. Có hai mẫu, tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em đó là cái dây led 5 mét nhá. Đấy, bên shop lại về cho các bác cái led 5 mét này để các bác trang trí decor rồi trong tủ, rồi nói chung là trang trí đa di năng ở các nơi. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái dán như này, một cái lớp băng dính hai mặt như này. Về nhà các bác bóc ra dán vào cho em. Và một cuộn này của nó là 5 mét nhá. Đấy, 5 mét. Và khi kết nối thì các bác lưu ý cho em là kết nối là đúng cái chiều mũi tên này đâm vào nhau nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai cái mũi tên này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có hai cái mũi tên thì các bác kết nối đúng cho em hai cái mũi tên này đâm vào nhau nhá. Hai cái mũi tên này các bác này. Các bác nhìn cho em hai cái mũi tên này nhá. Đó, đây nó sẽ có cho các bác là hai cái mũi tên như này các bác này. Đấy thì phải đấu đầu hai cái mũi tên này vào nhau mới được nhá. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái cục nguồn vào đây này, cắm cục nguồn vào đây. Đấy là các bác điều chỉnh là xong. Đây, đấy. Cắm cục nguồn vào đây là các bác điều chỉnh được này. Đấy. Đây. Đấy thì nếu mà các bác cắm mà nó không lên ấy thì các bác đảo chiều lại cho em cho nó lên nhá. Đó. Đây. Đấy.
Đây các bác cắm như này mà nó không lên thì các bác đảo chiều lại cho em nhé. Đấy, đảo chiều lại kết nối lại cho em để cho nó lên nhé. Đúng cái chiều mũi tên thì mới được các bạn. Đó, đúng cái chiều hai cái mũi tên này nó sập vào nhau thì mới được. Đấy, hai mũi tên này sập vào nhau mới được các bác này. Đó, đúng chiều hai mũi tên này sập vào nhau là ok nhá, đấy các bác nhá. Đó, đây. Đấy, cái nào các bác cắm không lên thì các bác kết nối lại cho em. Đấy, các bác cắm đúng chiều mũi tên cho em là nó sẽ lên nhá. Một quận này của nó là 5 mét này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là điều khiển này, tắt này, bật này các bác này. Khi các bác tắt bật thì các bác chí nó vào cái đầu nguồn cho em này. Ở đây nó sẽ có một cái con mắt thần ở đây này. Mắt thần ở đây thì các bác chí vào cái chỗ nguồn này thì nó mới lên, nó ăn được cái con mắt thần này nhá. Điều khiển nó phải ăn con mắt chứ các bác chí vào cái dây này nó sẽ không ăn đâu. Phải chí vào cái mắt này nhá, chí vào cái mắt của nguồn này này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đấy. Và các cái chế độ sáng này, rất nhiều chế độ sáng khác nhau luôn. Đó, chế độ sáng LED này các bác này. Đó, ánh sáng vàng này, ánh sáng xanh, sáng trắng này. Đấy, rồi flash này, đảo màu các kiểu con là điểu luôn. Quận này thì của nó thì nó sẽ là dài 5 mét nhá, và nó có cho các bác là một cái gọi là một cái băng dính hai mặt như này. Thì các bác có thể dán trên tủ này, kệ này, rồi là các cái khu vực khác đều được. Nó qua một cái con cục nguồn như này rồi cho nên các bác dùng nó yên tâm, không lo bị gọi là bị điện giật hay thế nào cả. Đấy, về nhà các bác cứ bóc ra dán vào cho em là xong. Đấy, nó sẽ có điều chỉnh các cái chế độ khác nhau nhá. Flash này. Đấy, ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ này. Đấy, rồi xoáy vòng tròn này, rồi ánh sáng vàng này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nháy các kiểu con là điều luôn nhá. Đó, nháy các kiểu con là điều luôn. Rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là LED 5 mét nhá. Tắt đi bật lên này, rất là ngon luôn. LED 5 mét, giá thì bên shop đang gửi tới một cái bộ LED 5 mét như này. Giá của nó sẽ là 85.000 nhá. Lên cho em là LED 5 mét này, đó. LED 5 mét giá của nó sẽ là 85k nhá. 85k cho một một quận LED 5 mét này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách các bác nhá. Cưa lách này. Đấy. Cưa lách hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, chiều dài của lưỡi thì vào khoảng là 25 cm. Hàng made in Japan nhá, nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Cán của nó thì bằng gỗ được làm thủ công rất là đẹp này, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Hàng made in Japan các nhá. Đó, made in Japan đây các bác này. Đó. Lưỡi của nó thì rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn. Bẻ cong thoải mái các bác này. Đấy, bẻ cong thoải mái. Thì con này các bác dùng về cưa cây, cưa cành rồi làm các công việc về thợ cảnh cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó rất là bén nhá. Đấy, lên mã cho em là cưa lách nhá. Cưa lách. Giá của nó sẽ là bao tiền cưa lách đấy. Cưa lách. Các bác lên cho em là cưa lách nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách này. Đấy, lên cho em là cưa lách này. Đó. Cưa lách giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con cưa lách này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đó thì em sẽ test thử cái sản phẩm cái thùng đồ nghề cho các bác xem. Hôm nay thì em lên cho các bác cái mã quần sock cam nhá. Đây, quần sock cam của em này các bác này. Đó. Cười cái gì mà cười. Đây em test thử cái thùng đồ nghề cho các bác xem. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái sản phẩm hàng của Đức cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, người em là gần 70 kg các bác nhá. Đấy, kg. Đó. Chất lượng rất là tốt nhá. Đó, dẫm đạp thoải mái luôn. Con này thì nó nặng khoảng 3,5 đến 4 cân thôi nhá. Đấy, con đấy. Em dẫm đạp lên nhảy múa thoải mái luôn. Các bác biết cái chất lượng của con thùng đồ nghề bên em rồi. Đó. Kích thước của nó thì chiều rộng là 20, chiều cao là 20 và chiều dài của nó sẽ là 42 nhá. Đấy thì và lấy cho anh cái quyển sổ ra đây đi. Kích thước của nó sẽ là 20 x 42 nhá. Đấy. Kích thước của nó là 20 này nhân với là 20 nhân với 42. Đó, dài rộng cao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đấy. Các bác lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? 400 Các bác lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, thùng đồ nghề giá sẽ là 480k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 480.000 bao ship cho một con thùng đồ nghề như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Matador này, Matador. Made in Germany nhá, made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn. Đây, Matador made in Germany này, chữ khắc chìm luôn. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng luôn này. Đấy.
ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tổng là 5 ngăn nhá. Thì nó sẽ có một ngăn to, cái ngăn to dưới cùng này các bác có thể bỏ máy cắt, máy mài, các cái loại máy công nghiệp thoải mái luôn. Đó, và nó sẽ mỗi bên nó sẽ có hai ngăn nhỏ này. Ngăn nhỏ này thì cao 5 và rộng 10 nhá, cao 5 rộng 10. Đó, đây. Nó sẽ có tổng như này. Các bác mở nắp ra rất là dễ dàng và nó sẽ có cho các bác là hai quai sách nhá. Nó là dòng hai quai sách cân nên khi các bác dùng nó rất là dễ nhá. Đấy. Các bác rất ngon lành luôn nhá. Hàng cực kỳ mượt mà mướt mát luôn nhá. Mượt mà mướt mát luôn. Đấy, đai của nó đều bằng inox hết này. Đấy, sơn của nó thì là dòng sơn tĩnh điện, hàng siêu đẹp, siêu chất cho bác luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là thùng đồ nghề, giá sẽ là 480.000 thùng đồ nghề, 480k nhá. Lên mã giúp em là thùng đồ nghề, giá sẽ là 480.000. Đó. Đây, thùng đồ nghề 480.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Có lên theo là võng dù quân đội Nhật. Đấy, thì nó sẽ về cái màu của nó sẽ là màu xanh và màu màu cầu vồng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, nó chỉ có hai biểu màu như này thôi. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Hàng thì cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì đây em sẽ giở ra cho bác xem này. Hàng thì đựng trong một cái ba lô dù như này, trong một cái túi dù như này rất là tiện để các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi công tác đều được hết. Hoặc là các bác có thể mang đi biển được luôn. Đấy, bác đi tắm biển các bác bỏ trên xe hoặc bỏ ba lô mang đi cho em. Đó, thế là ra bãi biển các bác mắc vào hai cây dừa. Đó, thế là mình làm thôi. Đấy, rất là ngon. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng vải dù nhá. Đây. Nó sẽ là dòng sản xuất cho quân đội Nhật nhá. Vải dù dệt 3D. Đấy, dệt 3D cực kỳ là thoáng khí nhưng mà rất là dày dẫn và chắc chắn. Hàng này nó hàng dành cho quân đội cho nên là cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, võng dù này, quân đội Nhật này. Đấy, võng dù quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái võng dù quân đội Nhật như này. Đấy. Lấy cho anh cả cái võng kia mình ơi. Đấy, đây thì em sẽ tăng cho các bác xem. Đấy. Đây em tăng cho các bác xem cho nó trực quan sinh động nhá. Đây. Đấy, em sẽ căng cho các bác xem này, căng. Đấy, đây. Thì khi căng nó sẽ như này. Tổng chiều dài của võng nếu mà tính từ cái phần tay em cầm này đến cái phần tay quai bên kia thì nó sẽ vào khoảng là đi hơn 2 m, còn tính nguyên cái phần thân vải này thì nó vào khoảng là gần 2 m các bác nhá. Đấy. Chiều rộng banh banh cái chiều rộng. Đấy, chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi ướm vào đầu bên này bên kia, ướm vào đầu sát cái mép đấy. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là 60 khoảng 80 cm nhá. Đấy, chiều rộng là 80 cm. Đấy, chiều dài thì nó vào khoảng là gần 2 m nhá, gần 2 m. Đó. Thì con này rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng mình đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đấy, đi phượt hoặc là như em đã nói ở trên, các bác đi biển các bác mang đi cho em. Đấy, đi du lịch biển mang đi, nó rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thần phần quai dù như này. Các bác mắc trực tiếp lên thân cây cho em nhé. Đó. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật giá sẽ là 90k nhé. 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho các bác một cái dòng võng. Đó là hàng của Việt Nam nhưng cũng rất là cao, cao cấp luôn. Đó là võng xếp cao cấp nhé. Đấy, võng xếp cao cấp hàng của thương hiệu Phương Liên nhé. Đấy. Con này thì nó cũng là một cái dòng võng rất là rộng rãi các bác này. Đấy. Rất rộng rãi như này. Đây. Linh Minh. Đấy, rất rộng rãi như này các bác nhá. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là hai cái đai thép này, hai cái đai thép như này. Thì võng khi mà các bác căng lên là lúc nào nó ở cái chế độ chuông sẵn như này rồi, chuông sẵn như này rồi thì mình dùng nó rất là sướng. Khi mình nằm thì nó không bị quặn vào người hoặc là nó bị va đập nhá. Đó, thì rất là tiện này. Chiều dài của võng thì nó sẽ là vào khoảng là hơn 2 m một chút nhá, tầm khoảng 2m3, 2m rưỡi. Đó. Và cái độ banh ở giữa này nó có thể lên tới khoảng 1 m nhá. Độ banh này lên tới khoảng 1 m luôn. Rất là rộng, rãi, thoải mái. Phần đến xe cho chú, để xe. Phần dệt của nó sẽ là dệt 3D như này nhá. Ờ đến xe cái để xe. Ờ cảm ơn. Đó, dệt của nó sẽ là dệt 3D và hai lớp như này. Đấy, dệt 3D hai lớp này các bác nhá. Đấy. Nó sẽ là dệt 3D hai lớp các bác nhá. Khi mình nằm thì cực kỳ là êm ái luôn. Đó. Dệt 3D hai lớp thì hai lớp nó sẽ tác động hỗ trợ cho nhau, khi các bác nằm thì nó rất là êm và rất là thoáng khí nhá. Và của nó có một cái đai thép vào trong cực kỳ là chắc luôn. Đó. Cho nên là các bác nằm thì không sợ bị cong, bị gập vào và nó sẽ rất là thư thái và thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi các bác mấy con võng xếp như này. Giá của nó sẽ là 150.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 140k thôi. 140.000 nhá. Các bác lên cho em là võng xếp này. Đó. Lên mã giúp cho em là võng xếp nhá. Đó.
võng xếp giá của nó sẽ là 140k cho một con võng xếp nhé. Còn võng quân đội thì giá sẽ là 90.000. Đó, sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, một số cái mã hàng của bên em nữa. Đây, thì đầu tiên em lên sẽ lên tiếp tục cho các bác trong ngày hôm nay, đó là cái mã đồng hồ T8 nhé. Đồng hồ T8, con này thì bên em shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ có hai loại màu quai, mặt thì nó như nhau thôi, nó sẽ có quai màu xanh và màu quai này có màu xanh màu trắng à. Quai thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng nhá. Còn mặt thì nó sẽ như nhau. Đây, nó sẽ là một cái dòng mặt như này và có kèm cho các bác một cái đế sạc như này nhá. Kèm các một cái đế sạc như này về nhà các bác cắm cái sạc đế này cho em này. Đó. Đây thì nó có lớp cao su các bác, lớp giấy bóng các bác bóc qua cho em. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò con bò luôn. Đây, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em nhá. Lưu ý các bác là những cái dòng này gần như là 100% nó hết pin. Cho nên là về nhà các bác phải cắm sạc vào cho em nhé. Trước khi sử dụng thì cắm sạc vào cho em nhé. Đồng hồ này thường là vận chuyển từ bên Nhật về, cho nên là để lâu nó sẽ hết pin. Nên về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Con này thì nó sẽ khá là nhiều chức năng luôn. Đây. Đấy, các bác có thể nghe nhạc này, đàm thoại này, đo nhịp chạy, đo nhịp tim này, rồi kiểm tra sức khỏe rất là ok luôn. Tính năng ứng dụng của nó khá là nhiều luôn nhá. Đấy, khá là nhiều luôn đây con này. Đấy, coi theo. Khá nhiều ứng dụng luôn. Test đo nhịp tim cho các bác xem nhá. Đấy, đây là em đang đặt vào tay này. Đấy, nó sẽ đo nhịp tim cho các bác xem nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, nhịp tim của em là 70 này. Đấy, nhịp tim của em là 70 nhá. Đấy, bác nào mà bên chuyên môn thì bác phân tích dữ liệu cho em một tí xem là nhịp tim như thế đã ok chưa. Đó. Rồi các cái biểu đồng hồ giờ này, đo nhịp tim, nhịp chạy rồi đo sức khỏe các thứ đầy đủ luôn, rất là đẹp nhá. Ứng dụng của nó cực kỳ là hay ho và xịn sò luôn, có cả chụp ảnh luôn đấy các bác. Rất là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ, các bác lên cho em là đồng hồ điện tử đeo tay nhá, hoặc là đồng hồ T8 nhá. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử đeo tay hoặc đồng hồ T8 cũng được. Đó. Con này thì 100% là nó là dòng về là nó sẽ hết pin. Cho nên là về nhà các bác cắm sạc vào cho em chứ còn nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, và đặc biệt là có lỗi thì bên em sẽ đổi mới trong vòng 10 ngày. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã cho em là đồng hồ điện tử T8 nhá. Đấy. Đồng hồ này điện tử này. Đó. Đồng hồ điện tử T8 nhá, giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ điện tử T8 như này, rất ngon luôn. Hàng bích nhá, hàng bích, hàng cao cấp thì các bác mua. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đó là cái đũa sứ nhá. Bác lên cho em là đũa sứ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đây, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Hàng riêng về đũa mà các bác dùng cái đũa sứ này thì cực kỳ là yên tâm cho em. Đấy, thứ nhất là góc không trơn này, thứ hai là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tông màu trắng cực kỳ là đẹp và sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 đôi với 5 cái hoa văn họa tiết khác nhau nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa sứ, hàng bền, đẹp, chắc chắn, sạch sẽ. Đấy, kháng khuẩn, khử khuẩn, yên tâm cho các bác sử dụng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Giá sẽ là 75.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 5 đôi đũa sứ nhá, hàng rất đẹp luôn. Đấy, đũa này thì khỏi phải bàn rồi, các bác mua này thì là đũa này là thuộc dạng là đũa nhà giàu rồi các bác nhá. Đấy, lên cho em là đũa sứ này. Đó. Đũa sứ giá sẽ là 75k trên một vỉ 5 đôi nhá, 75.000 trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái và lấy cái kia bên dưới cái loa có cái automat ấy. Các bác lên cho em là con máy khoan mini nhá, máy khoan mini. Đó. Các bác lên cho em là máy khoan mini, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180k nhá. Lên cho em là máy khoan mini này. Đó. Máy khoan mini. Giá sẽ là 180k nhá, 180k cho con máy khoan mini như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tay một thân máy này, một tay máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Để em sẽ test bắt vít cho bác xem luôn này, test bắt vít luôn nhé. Đấy, nó sẽ có đảo chiều nhé, xoáy ra xoáy vào đảo chiều này. Đây là xoáy ra này, xoáy ra không nhá. Đây, xoáy ra đây, xoáy ra rất là ngon không nhá. Đấy, xoáy vào thì các bác chỉ cần nhấn cái nút đảo chiều này là xoáy vào này, rất là ngon này. Đấy, các bác thấy không, độ vặn của nó cực kỳ là mạnh luôn nhá. Đấy, rất mạnh luôn. Đấy, các bác thấy không, nó vặn rất là mạnh nhá. Đấy, xoáy ra xoáy vào đảo chiều được hết nhá. Đấy, có xoáy ra xoáy vào đảo chiều này, rồi có cái tay nối dài này, tay nối dài để các bác đưa vào các cái phần mà vị trí bị cong này. Đấy, hoặc các cái đường khó vào quá này. Đấy nhá. Đó, rất là ngon quá này. Đó, cong vênh đưa vào được hết nhá. Đó, các cái phần vít nó khó, ngoằn nghèo nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là
30 cái đầu vít, 30 cái đầu vít này. Đấy, 30 cái đầu vít thì nó sẽ có là dẹt tròn 3 khe múi khế như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, 30 cái đầu vít như này cho các bác lựa chọn nhá. Đấy. Và nó sẽ có cả cho các bác là đầu lục giác luôn. Bộ này của nó thì khá là nhiều chi tiết nhá, khá nhiều chi tiết luôn. Đấy. Có cả cho các bác là cả một cái bộ lục giác như này. Bộ lục giác của nó thì nó sẽ có cho các bác là đây, nó sẽ có bộ lục giác như này nhá. Lục giác thì nhỏ nhất sẽ là 6mm nhá, 6mm, và to nhất thì nó sẽ là 12 nhá. Đấy, từ 6 đến 12. Đấy, từ 6 đến 12mm nhá. Đấy, rất là cơ bản cho bác luôn. Rất cơ bản luôn nhá. Có đầu kết nối này, đầu mũi khoan mũi khiếc đầy đủ cho bác này. Đấy, có dây cáp sạc này, đầy đủ cơ bản như này. Một cái bộ sản phẩm chất lượng và xịn sò như này. Đấy, lên cho em là máy khoan mini nhá, máy khoan mini. Một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Và giá thì chỉ có 180 cành thôi. 180 cành cho một cái bộ máy khoan mini này thôi. Giá rất hợp lý để gửi tới các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này. Bộ này thì các bác nên mua các bạn, rất là chất lượng và xịn sò luôn. Nên mua để mình sử dụng nhá. Lên cho em là máy khoan mini. Giá sẽ là 180k. Các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Khoan mini 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con đèn. Các bác, cái này nó sẽ là cam mô hình nhá. Nó sẽ là một cái đèn và nó như một chiếc cam luôn. Đó. Thì bên em gọi nó là cam mô hình nhá. Có ốc vít, ốc viếc đầy đủ này, tay đai để bắt ốc này, tay đai bắt ốc, rồi có điều khiển từ xa cho các bác luôn nhá. Đấy, điều khiển từ xa cho các bác luôn, rất là ngon luôn. Và đây nó sẽ là nhân vật chính các bác này. Nhân vật chính của nó sẽ là một em đèn chạy bằng tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, về nhà thì các bác bóc cho em phần dây bóng này ra cho nó hấp thụ pin tốt hơn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái đèn khá là sáng luôn. Thì nó sẽ có điều khiển từ xa nhá, các bác có thể sử dụng này. Đấy, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên nhá, rất sáng luôn các bạn. Đấy, bật lên này, tắt đi này. Đấy, và sẽ có chế độ là sáng 1 này, sáng 2 và sáng 3. Đấy, sáng 1 là sẽ là rất là sáng luôn nhá. Rất sáng luôn. Và nó sẽ có cảm biến nhá, sẽ có cảm biến nhá. Đấy, có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tắt nhá, và cảm biến ban ngày ban đêm nhá. Nói chung là có điều khiển có đầy đủ cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn lên mã cho em là cam mô hình nhá. Một con cam mô hình như này rất chất lượng này. Có ốc vít, ốc viếc đầy đủ, chọn bộ sản phẩm ngon lành luôn. Đấy, cảm biến nó sẽ sáng các bác này. Tắt đi này. Đấy, bật lên, tắt đi này, rất là tiện luôn. Và bộ sản phẩm như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, các bác lên cho em là cam mô hình nhá, cam mô hình này. Đấy. Cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ cam mô hình như này, 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Các bác lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp. Đấy. 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm như này, đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ xịn sò và chất lượng như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy. 5 mũi khoan tháp, và lô này hàng về thì sẽ là hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng. Có kèm cho các bác một cây lấy dấu nữa nhá, kèm thêm một cây lấy dấu như này. Hàng cực kỳ xịn sò con bò luôn các bạn, xịn sò con bò luôn. Có kèm thêm một cây lấy dấu nhá, cây lấy dấu đây. Đấy, một cây lấy dấu rất là đẹp này. Đấy, và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan nhá, 5 mũi khoan tháp. Thép này của nó sẽ là thuộc dạng thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và sắc bén luôn. Thép gió phủ titan nhá. Kích thước của nó sẽ là 4 đến 32 này, 4 đến 24, 4 đến 12, 4 đến 16 vân vân và vân vân. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp như này. Hàng của nó sẽ là thép gió phủ titan, cực kỳ sắc bén luôn. Đây em sẽ test cho bác cái con lấy dấu này. Các bác chỉ cần dập này là sẽ có dấu luôn này. Đấy, dập này là có dấu luôn này các bác này. Đấy, dập phát là có dấu luôn các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy, chỉ cần dập là có dấu luôn. Đây, đấy, có dấu luôn các bác này. Các bác chỉ cần dập xuống như này là có dấu này. Đấy. Các bác cứ dập đều tay xuống cho em như này là có dấu luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Cái lò xo bắt đầu nó hoạt động nó nảy là ra dấu luôn, rất là ngon các bác này. Đấy, con lấy dấu rất là ngon luôn. Bình thường con lấy dấu này thì bên em đang bán lẻ sẽ là 40.000 nhá. Còn các bác mua combo như này thì một bộ mũi khoan tháp như này giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này, hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp giá sẽ là hộp này, 5 mũi này. 5 mũi khoan tháp nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp giá sẽ là 180k. 180k cho hộp 5 mũi khoan tháp như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn, và cái giá của nó thì cực kỳ hợp lý nhá. Hàng của Nhật này, bên Nhật thì nó chuyên dùng trong các hệ thống khách sạn nhà hàng nhá, chuyên để sử dụng trong khách sạn nhà hàng, và cái giá của nó rất là hợp lý, và hương của nó thì rất là thơm luôn.
Ở đây thì nó sẽ là một lọ nước hoa này. Một lọ nước hoa có kèm cho các bác là một cái nơ như này. Một cái nơ này để các bác treo vào đây cho em. Treo cái nơ vào đây này. Đấy. Về thì các bác mở cái nắp nhựa này ra, cắm cho em cái tăm này vào. Đấy. Thì các bác lên treo là nước hoa khách sạn hoặc là nước hoa tăm cũng được. Nó sẽ có các cái tăm như này để nó có dẫn mùi hương nhá, dẫn mùi hương. Rất là thơm luôn, hàng của hãng này. Đó, Hotel Seri cái này. Đấy, Hotel Seri. Đó, rất là tốt luôn. Đấy thì cái này thì các bác có thể ứng dụng là để trong phòng ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ngủ, phòng khách, các loại phòng chỗ nào các bác thích thơm thì các bác để vào cho em. Là mùi nó sẽ thơm phức luôn nhá. Đấy. Nước hoa này thì bên Nhật nó chuyên để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Cho nên là nó rất là thơm. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn hoặc là nước hoa tăm nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa tăm này. Đó. Nước hoa tăm. Đấy, giá sẽ là 30k trên một lọ nhá. 30k trên một lọ. Đấy, lên cho em là nước hoa tăm, giá sẽ là 30k trên một lọ. Ưu tiên bác nào mua 10 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 10 tặng 1 luôn, nước hoa tăm, mua 10 tặng 1. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mẫu đồng hồ bật lửa nhá. Đấy. Thì cái đồng hồ này nó có cả la bàn nữa, cho nên là các bác lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Đồng hồ la bàn. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Đồng hồ la bàn và kèm thêm cả bật lửa luôn. Đấy. Thì các bác đẩy như này thì là lửa nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này các bác có thể dùng để kẹp móc khóa này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này để các bác kẹp móc khóa này. Đấy, nó sẽ có cả la bàn, cả bật lửa luôn. Rất là tiện ích nhá. Đó, và màu thì của nó sẽ là màu vàng như này, rất là đẹp. Lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Con này thì rất là đa di năng luôn. Vừa la bàn, vừa móc khóa, vừa bật lửa luôn. Đó, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho con đồng hồ la bàn như này. Các bác lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Có kèm thêm cho các bác cả bật lửa luôn. Đấy. Nhưng em gọi nó là đồng hồ la bàn thôi. Đó. Đồng hồ la bàn này. Đó. Đấy. Các bác lên cho em đồng hồ la bàn nhá. Đấy. Có kèm cả bật lửa luôn. Đây. Bật lửa thì các bác bật từ cái lẫy này cho em này. Đó. Khi bật lên thì nó sẽ có cả đèn sáng ở đây nhá. Đèn sáng và đèn sáng 7 màu luôn các bác này. Đấy. Có đèn sáng đảo 7 màu luôn. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đấy. Đồng hồ đang chạy bình thường như này. Rất là đẹp. Lên mã giúp cho em là đồng hồ la bàn, nó sẽ có con la bàn ở đây. Về nhà các bác tự bơm ga nhé, giá của nó sẽ là 130.000. Đồng hồ la bàn này, 130k nhé. Về nhà các bác tự bơm ga nhé, tự bơm ga. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào giúp cho em, giá của nó sẽ là... Về nhà các bác tự bơm ga nhé, đấy, giá của nó sẽ là 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đó là cái đồng hồ bật lửa nhé. Đấy, con đồng hồ la bàn này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Màu vàng và màu... màu vàng và màu màu đen nhá. Các bác này, đây cái màu này màu đen các bác này. Đấy, màu đen. Màu vàng và màu đen như này thì các bác lấy màu nào thì lấy. Lên cho em là đồng hồ la bàn, cầm trên cái đồng hồ bật lửa đây. Đấy, lên cho em là đồng hồ la bàn nhá. Giá của nó sẽ là 130.000, có màu vàng, có màu đen nhá. Có màu vàng, có màu đen như này. Có hai màu. Cầm cái đồng hồ bật lửa. Có màu vàng và màu đen thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, đồng hồ la bàn nó sẽ có màu vàng và màu đen như này, rất là đẹp luôn. Đó, có hai màu như này để cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ la bàn nhé. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác một cái dòng đồng hồ. Thì con này bên shop vẫn đang bán rồi. Đó là đồng hồ bật lửa nhé. Cái này thì nó chỉ có đồng hồ với bật lửa không thôi. Đấy. Nó chỉ có đồng hồ với bật lửa không như này thôi. Con này thì kiểu dáng nó sẽ không được sành điệu, nó sẽ không được đẹp như con đồng hồ la bàn này đâu. Đấy, con này thì kiểu dáng của nó sẽ là basic hơn, trông nó nghệ thuật cao hơn các bác nhé. Đây. Đấy. Đây. Đấy, trông nó sẽ nghệ thuật cao hơn như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Con này thì đấy, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường và bật lên cũng có đèn. Đấy, con này thì chỉ có đồng hồ và bật lửa thôi. Thì lên cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Đồng hồ bật lửa. Giá của nó sẽ là 100k. Đó. Về nhà cũng bác tự bơm ga cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ bật lửa này, đồng hồ bật lửa nhá. Đó, đồng hồ bật lửa. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lệch nhau 30.000. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga. Đó. Tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy, không có ga đâu. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con đồng hồ bật lửa nhá. Con này sẽ là đồng hồ bật lửa. Còn con này là đồng hồ la bàn nhá. Có hai mẫu như này. Đấy, con đồng hồ bật lửa này thì chỉ có màu vàng thôi. Còn con la bàn này thì có cả màu vàng cả màu đen. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130 và 130 và 100. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Các bác lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Con này thì
bên shop đang gửi tới các bác một cái con vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá của nó sẽ là 50.000 đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ là cao cấp luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dây vòng như này, một cái dây vòng màu vàng như này, rất là đẹp luôn đấy, các bác đeo vào thấy rất đẹp luôn các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Và ngoài ra thì ngoài là trang sức nhá, thì cái này nó còn có một cái tính năng khác nữa, đó là trang trí các bạn. Đấy, trang trí rất là đẹp luôn. Thì đây nó sẽ gọi là giúp cho bác chữa bệnh luôn. Đó đây các bạn này, nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường như này, nam châm từ trường như này, thì khi mà các bác đeo vào thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con vòng vàng như này. Ở đây nó sẽ có các hạt nam châm từ trường đây. Đó, có các cái hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là ổn định điều hòa huyết áp, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50.000. Đó. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Vòng vàng này. Vòng vàng điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó sẽ là dòng bằng thép nhá. Con bằng thép này thì nó sẽ đắt hơn con bằng nhựa. Con bằng nhựa thì chỉ có 60.000 thôi, còn con bằng thép thì sẽ là 80.000. Đấy, nó sẽ là dạng xoay 360 độ như này. Đấy. Xoay 360 độ siêu tiện dụng cho bác luôn. Đó, có thể xoay 360 độ ngoắt ngoéo đảo chiều như này nhá. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần xoáy cái đầu vòi nước của mình ra thôi, sau đó thì mình kết nối vào cho em. Ở đây nó sẽ có giong giếc đầy đủ cho bác luôn, và có cả cà lê để các bác về các bác tự xoáy nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc này. Vòi bạc. Giá của nó, vòi bạc. Đấy, giá vòi bạc xoay 360 này, xoay 360 độ nhá. 360 độ, giá sẽ là 80k nhá. 80k trong cái vòi bạc xoay 360 độ như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, nó sẽ rất là tiện như này, thì các bác dùng để mình lắp trực tiếp vào cho em vào vòi chậu rửa này. Xoay 360 độ này. Đấy, có điều chỉnh nước một tia và nước hoa sen này. Rồi các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, gội đầu này, rồi đánh răng được hết nhá. Rất là tiện luôn. Đó, giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đó, còn loại bằng nhựa thì chỉ có 60.000 thôi. Đó, các bác lấy cái con bằng thép này mà dùng, nó dày dẫn chắc chắn và nó rất là xịn sò luôn. Cho vào chậu rửa, các bác có thể lắc đi lắc lại để rửa chậu, rồi nói chung là thoải mái sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Các bác lên cho là quạt ô tô. Con này thì nó sử dụng điện 12V và giá thì chỉ có 130.000 cho con quạt ô tô này thôi. Về nhà thì các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em. Đấy, hoặc là các bác đấu trực tiếp vào một cái áp quy 12V, nhà bác nào có áp quy 12V các bác đấu vào cho em. Thì cái lõi này sẽ là dây dương và cái bên ngoài này sẽ là dây âm. Đó, dương màu đỏ, âm màu đen. Đấy, thì về nhà các bác đấu vào đây là nó sẽ chạy thôi. Đấy, động cơ không chổi than nhá, bền bỉ, chạy qua ngày qua đêm đều được. Nhà em đang sử dụng một con ấy, em chạy xuyên ngày xuyên đêm đều ok hết nhá. Có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ được luôn các nhá. Đó. Xoay 360 độ đảo chiều như này. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 12V nhá. Sử dụng điện 12V và cắm vào cái tẩu ô tô như này, hoặc về nhà các bác có thể trích ra để mình đấu vào trong các cái áp quy đều được hết nhá. Đấy, động cơ không chổi than, bền bỉ, đấy, chạy ngon lành. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá. Quạt ô tô, giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là quạt ô tô này. Quạt ô tô, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy hút thổi bụi nhá. Giá của nó sẽ là 170.000. Hàng về giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 170k cho con hút thổi bụi như này. Hàng của thương hiệu Tamashio, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Chữ in trực tiếp trên sản phẩm này luôn. Đấy. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe nhá. Đấy. Để em test thử xem nó có hút được con điện thoại này không nhá. Đấy. Con điện thoại này thì nó cũng khá là khỏe luôn. Đấy. Gần như là cũng có thể hút được điện thoại luôn. Còn cái bảng này thì nó hút ok các bác này. Đấy, tức là cái bảng này là rất là nặng mà nó cũng hút được như này là các bác biết rồi. Đó, các bác theo. Rất là khỏe luôn nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là đầu hút như này. Kèm thêm cho các bác là một cái đầu chổi này để các bác vệ sinh bàn phím này, hoặc là trên ban thờ các kiểu này. Đấy, các cái khu vực nào cần vệ sinh thì các bác hút đi cho em. Đó, rất là tiện nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cái đầu thổi như này. Các bác lắp vào để mình thổi này. Đấy. Đấy, đầu thổi như này các bác nhá. Các bác có thể dùng để mình thổi bụi này, hoặc là các bác dùng để bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đây. Đấy, bơm phao bơm bóng này các bác này. Đấy. Ở nhà thì các bác lắp cái đầu này vào cho em, lắp đúng sập vào lẫy như này. Đấy. Đây nó có cái lẫy này, các bác sập vào cho em này. Đấy. Bơm phao bơm bóng đều được hết này, thổi bụi các bác này. Đấy.
rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thổi rất là mạnh luôn các bác này. Đó, các bác theo, đó, nó thổi rất là mạnh. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em là hút thổi bụi, giá sẽ là 170.000. Đang bán là 250.000, xuống còn cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là hút thổi bụi nhá. Đó. Hút thổi bụi này. Hút thổi bụi, giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con hút thổi bụi như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips, công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 3.000W. Đây, máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips này. Đó, công suất của nó là 3.000W nhá. Con này thì sẽ có hai công tắc như này. Đấy, công tắc tanh tách rất là thích luôn các bác này. Đấy, dây dài khoảng trên 1 mét này. Đó, đường kết nối niếc cực kỳ là ngon luôn, dây to dày dẫn chắc chắn. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng dày dẫn chắc chắn và chất lượng. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Sấy tóc Philips giá sẽ là 130.000. Đấy, sấy tóc Philips này, đó. Sấy tóc Philips giá của nó sẽ là 130.000. Công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. Đấy, 130.000 thôi. Công suất của nó là 3.000W, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một con máy sấy tóc chất lượng như này và giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Đấy, công suất của nó là 3.000W nhá, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Máy sấy tóc Philips các bác nhá. Đấy, con này thì công suất là 3.000W luôn. Khá là hợp lý cho các bác sử dụng nhá. Nóng thì cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, các bác chỉ cần bật trong vòng là 30 giây là nó đã có nóng rồi. Và có hai nấc gió và nấc điện cho các bác nhá. Sấy tóc Philips. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng đa năng. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ. Đó, chiều dài của nó là 21 cm. Ở đây thì nó sẽ có các cái phần như là tuốt dây điện này, bấm dây này, cắt dây này, bấm cốt này, xoắn dây này, rồi vặn các kiểu, vặn ốc, vặn yếc luôn. Đó, nó khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 21-22 cm. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ. Giá thì sẽ là đây, USA con này. Đấy, USA đây. Đấy, hàng Nhật xuất Mỹ nhá. USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá, 130.000. Các bác lên cho em là kìm vàng nhá, kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con kìm vàng như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một con dây tắm như này thôi. Ở đây thì nó sẽ là cái dạng cao su non, các cái đầu tăm cao su non như này. Khi tắm thì nó massage cho cơ thể rất là tốt nhá, massage nhẹ nhàng, giúp cho máu huyết lưu thông rất là tốt luôn và làm sạch các cái phần ghét hoặc là phần da thừa, da chết nhá. Đó. Và nó sẽ có cả hai mặt như này. Các bác có thể dùng cái mặt núm to này hoặc là mặt núm nhỏ này để massage rất là thư giãn. Nó có cái độ giãn nhất định nhá. Và khi các bác sử dụng thì nó rất là sạch. Cái này nó bằng cao su non là các bác xả nước một cái tí cái là nó khô luôn, nó sạch sẽ luôn. Đấy, và rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là dây tắm nhá. Dây tắm giá sẽ là 25.000. Các bác lên cho em là dây tắm này. Dây tắm nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái dây tắm như này. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop. Nó vuông vuông ấy. Đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Đấy, đèn hộp nhôm. Giá thì bên shop đang gửi tới nó màu đen ấy, màu đen mà nó bằng cổ tay ấy. Dài dài ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn hộp nhôm như này. 100.000. Giá sẽ là 100.000 nhá. Đây nó sẽ là một con đèn siêu tiện ích luôn. Có dây móc khóa để các bác đeo này, có dây móc khóa để các bác đeo nhá. Dây dài có thể đeo vào cổ được luôn. Đeo vào cổ này, có dây cáp sạc nhá, dây cáp sạc này. Đấy, và đây một con đèn như này các bác này. Đấy, một con đèn như này có nam châm hít này. Đấy, nó sẽ có nam châm hít như này. Và đây thì nó sẽ là chế độ là sáng mạnh này, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng vàng này. Đấy, và có cả nhấp nháy cảnh báo luôn nhá, nhấp nháy cảnh báo SOS luôn. Và thêm một chức năng nữa đó là có thể bật lửa nhá. Bật lửa thì khi các bác dùng thì các bác nhấn vào cho em cái nút nút nguồn bật lửa này các bác này. Đấy, có hình cây thuốc lá này, các bác giữ lì là nó sẽ lên này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Chỉ cần giữ lì này là cái đèn nó lên là bật lửa sẽ lên nhá. Đấy, lửa đỏ các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Nhỏ gọn. Có nam châm hít như này nhá. Có nam châm hít này rất là tiện các bác này. Đấy, nam châm hít này cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Đấy, lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đấy, đèn hộp nhôm này. Đèn. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là
100k nhá, 100k trong con đèn hộp nhôm như này. Đó, 100.000. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái keo đa năng có nhá. Keo đa năng thì đây nó sẽ là một cái dòng keo rất là tuyệt vời để cho các bác có thể sử dụng để mình trang trí, để mình gắn hoặc là các cái phần mà nó bị bong chốc rồi bị nứt, bị gãy, đứt gãy hoặc là gắn các cái hệ keo đều ok hết nhá. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng keo trắng và gắn rất là tốt luôn. Keo đa năng của Nhật nhá, dính được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Tip này của nó là 60g nhá, tip này của nó 60g. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá một cái hộp keo đa năng như này, giá của nó chỉ có 20.000 một lọ thôi. Và nào bác nào mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 50k nhá. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 20k trên một tip nhá. Và mua từ 3 tip sẽ là 50k cho một tip keo đa năng như này nhá. 50.000 cho 3 tip keo đa năng. Đó, 50k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Tình cảm của bạn với cửa sắt, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cửa sắt. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì đấy thì các bạn lên cho em là keo đa năng xanh nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng xanh nhá. Đấy, hộp vỏ của nó màu xanh. Giá sẽ là 20k trên một tip nhá, và mua từ 3 tip thì sẽ là bằng 50k nhá, bằng 50.000 cho 3 tip. Lên mã cho em là keo đa năng xanh nhá, nó màu xanh như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn mặt Hàn Quốc các bác này. Đấy, các bác lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khăn rất là tuyệt vời này và bên shop bán rất là nhiều rồi, dòng này thì khỏi phải bàn rồi. Và giá thì lại rất là hợp lý. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ là một dây này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. Một dây này sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc này. Đó. Một dây này là 10 chiếc và giá chỉ có 60 cành thôi. Còn các bác mua lẻ thì bên em bán combo từ 3 cái trở lên, 3 cái là 20.000. Hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, kích thước của nó là 50 nhân với lại 50 x 30 nhá, 50 x 30, dày dẫn chắc chắn, một mặt bông thô và một mặt bông mịn. Đấy, thấm nước cực kỳ là tốt, lau mặt thì rửa mặt thì rất là mềm mại. Ngoài chức năng rửa mặt thì các bác có thể dùng đa di năng luôn, lau nhà, lau bàn ghế, lau bát, lau đũa, lau tất cả các loại lau các bác nhá. Đấy, mình thích lau vào đâu cũng được. Đó, thì mua nhiều mình dùng lau mặt không hết, rửa mặt không hết thì mình dùng vào những chỗ khác cũng rất là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Các bác lên cho em là khăn mặt này được không? Đó, lên cho em là khăn mặt này. Đó. Lên cho em là khăn mặt nhá. Giá thì sẽ là 3 cái là bằng 20k nhá. Và 10 cái thì sẽ là bằng 60k. 3 cái là bằng 20.000 và 10 cái là 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Các bác lên cho em là chắn bếp ga. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn, 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này nhé, 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đấy, thì cái này gần như là nó phù hợp với 100% các loại bếp ga, tại vì nó rất là nhiều các cái lẫy chân để các bác đảo chiều cho các loại bếp, rất là ok luôn. Thì giá sẽ là 25k nhé, lên cho em là chắn bếp ga này, đó, chắn gió bếp ga nhé, chắn gió bếp ga này, chắn gió bếp ga, giá của nó sẽ là 25k trên một chiếc nhé, 25.000 trên một chiếc chắn gió bếp ga như này. Thì các bác dùng để mình lắp vào bếp ga rất là ok. Và giá thì rất hợp lý. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đấy. Thì là các bác chỉ cần lắp vào là xong. Sau đó thì mình sử dụng. Đấy. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, giúp nóng đều, tiết kiệm ga nhé. Rất là tiện. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá điện thoại đứng nhá. Đấy, giá điện thoại đứng nó sẽ là hình trụ đứng như này. Đấy, các bác lên cho em là giá điện thoại đứng, giá của nó chỉ có 30k thôi. Lên cho em là giá điện thoại đứng này.
Các bác lên theo là giá điện thoại đứng, giá của nó thì sẽ là 30.000 cho một chiếc như này, 30.000 chiếc như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 30 cm. Lắp đặt thì rất đơn giản thôi. Đấy. Về nhà đầu tiên thì các bác có cái chân này xoáy vào cho em này. Đầu tiên là xoáy cái chân này vào này. Đó, xoáy chân này vào này. Đấy, chân này xoáy vào này. Sau đó thì nó sẽ có một cái nút như này. Một cái nút như này thì các bác lắp cái đầu này vào đây cho em. Đó, lắp vào đây nhá. Đó, đây. Đây cái này các bác lắp vào đây cho em này. Đó. Lắp vào đây cho em, ở đây nó sẽ có một cái xoáy như này. Đây các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào cái đầu này này. Đấy, sau đó nó sẽ có cái xoáy này các bác xoáy vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể cho lên cho xuống đều ok hết nhá. Đấy, lắp vào cho lên cho xuống được. Đấy, sau đó thì xoáy cái này vào đây. Xoáy cái này vào nhá. Đó. Và nó sẽ có một cái chân đây, một cái này nữa. Các bác lắp vào đây cho em. Đó. Xoáy cái này giãn ra, sau đó lắp vào. Đấy, con này thì chiều dài của nó lên tới 30 cm cơ. 30 hơn 30 cm cho nên thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy. Các bác đặt lên cho em. Đây, các bác đặt lên. Sau đó thì mình lắp điện thoại vào nhá. Đây. Các bác có thể lắp điện thoại vào này, sử dụng rất là ngon luôn. Đấy, đây. Mình sẽ để trực tiếp xuống cái mặt phẳng cho các bác xem, rất là ngon nhá. Đó. Thì các bác về các bác lắp chặt vào cho em tí. Tại vì em đang lắp thì nó chưa được chặt tay. Đấy, về nhà các bác chịu khó lắp, xoáy nó chặt tay vào là xong. Đây. Đấy, rất là ngon nhá. Thì các bác có thể kẹp vào để sử dụng điện thoại này. Đấy, có thể xoay ngang xoay dọc được hết nhá, xoay ngang xoay dọc, ngửa lên ngửa xuống được, đều được hết nhá. Đấy, thì tùy theo các bác có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với cái công năng và mục đích sử dụng của mình. Đấy, thì nó sẽ là một con giá đỡ điện thoại như này, và giá thì chỉ có 30k thôi. Đấy, có thể tụt lên tụt xuống hoặc là tháo ra tháo vào rất là tiện. Cái này thì em lắp sơ qua khi mô phỏng cho các bác xem thôi, chứ còn thực tế thì nó rất là ngon lành và dễ sử dụng thôi. Đấy, em lắp mô phỏng cho các bác xem như vậy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi, chỉ có 30k thôi nhá. Lên mã giúp cho em là giá đỡ điện thoại đứng nhá, giá đỡ điện thoại đứng, giá đỡ điện thoại đứng này, giá đỡ này, điện thoại này đứng nhá. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho con giá đỡ điện thoại đứng như này. Đấy, giá đỡ điện thoại đứng, giá của nó sẽ là 30k, rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác thì các bác lên mã giúp cho em là giấy lau giày nhá, sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ là 40 tờ nhá, 40 tờ. Các bác về nhà các bác bóc cái phần này ra cho em này, bóc phần này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái tờ giấy ở đây. Đây, một cái tờ giấy như này. Cái giấy này thì nó sẽ tẩm sẵn cho các bác là các cái chất như là xà bông, xà phòng này, rồi các cái dung dịch để mình tẩy rửa cho nó sạch. Thì các bác bóc ra, sau đó thì các bác lau trực tiếp lên bề mặt giày cho em. Mô phỏng đây là cái vết mực nhá, cái vết mực mà em vừa viết nhá, em lau là nó sẽ đi hết luôn qua này. Đấy, em lau là nó sẽ đi hết luôn thôi nhá. Đấy, đây lau nó sẽ đi hết này các bác này. Đấy, cứ lau dần là nó sẽ đi hết nhá. Chỉ có những cái phần nào nó bám trực tiếp, bám quá mạnh ở trên bề mặt thì nó ngấm trực tiếp vào thì nó không ra thôi. Còn các bác cứ lau này, lau là nó sẽ ra như này các bác nhá. Đó, thì các bác dùng để mình lau giày, lau dép, lau bàn ghế cũng được. Đấy, lau giày, lau dép, lau bàn ghế cũng được nhá. Rất là tiện. Bàn ghế nhà các bác mà bẩn hoặc là cửa kính cũng được. Đấy, lau được hết nhá. Nhưng cái này thì nó chuyên để cho lau giày đây. Chuyên để cho lau giày này. Giá sẽ là 20k trên một típ như này. Đấy, các bác lên cho em là giấy lau giày nhá. Giá sẽ là 20k trên một bịch như này. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50k nhá. 50.000 cho 3 bịch. Đó, 50.000 cho 3 bịch lấy giấy lau giày. Và 3 bịch thì nó sẽ là vào 120 tờ. Thoải mái cho bác luôn, sử dụng được 120 lần các bác nhá. Một bịch này là 40 tờ. Đó, đây các bác nhá. Đó. Những cái giày mà bị bẩn mà bị ố là lau phát là sạch luôn. Đấy, qua thêm. Rất là tiện các bác nhá. Đấy. Lau là nó có ra xà bông nhá, dễ dàng vệ sinh nhá. Lau rất là sạch luôn. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Nên cho em là giấy lau giày nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Và các bác lấy từ 3 bịch thì sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết. Nó sẽ là hàng đựng trong hộp nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 12 chi tiết trong một cái bộ khẩu như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 tay công nhá, 10 tay công và 10 đầu khẩu các nhá. Đấy, 10 đầu khẩu này coi nhá. Sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu này. 10 đầu khẩu rất là đẹp luôn. Đó, đây. 10 đầu khẩu rất là đẹp này. Chất thép sáng trang luôn. Đó, chất thép sáng trang luôn. 10 đầu khẩu rất là đẹp, chất thép sáng trang luôn nhá. 10 đầu khẩu này.
kèm cho các bác là một tay công và một tay nối dài nhé. Một tay công, một tay nối dài đây. Đấy, con này sẽ là tay nối dài. Tay nối dài các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để làm thợ, làm nghề rất là ok. Và cái giá thì nó siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em đấy. Đây. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây cũng được. Lắp trực tiếp vào đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhé. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhé. Đấy. Bộ khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160k. Đó. Cái này thì cái bi này của nó sẽ hơi chặt, cho nên là các bác lắp là các bác phải đẩy mạnh vào nó mới vào nhá. Đấy, cái bi này nó hơi chặt này. Đẩy mạnh tay vào cho em. Đó, thì nó bi chặt thì nó càng tốt. Đấy, lắp đẩy mạnh tay giúp cho em là ok. Xoáy nhanh đảo chiều nhá. Thép CRV không gỉ nhá. Thép CRV không gỉ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là một cái bộ khẩu như này, giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ khẩu như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Các bác có thể mua để về mình sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng ok thôi. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Giá sẽ là 160k. Hoặc các bác lên mã giúp cho em là khẩu 12 cũng được. Lên mã giúp cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12 này. Khẩu 12, giá sẽ là 160k nhá, 160k. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Thì bên em về lô này nó sẽ có thêm một cái mẫu mới nữa. Nó sẽ có hai mẫu dây vòi xịt vệ sinh. Các bác xem lưu ý đúng mẫu cho em nhá. Đầu tiên thì em lên cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh bằng inox nhá. Đấy, nó sẽ là một loại bằng inox và một loại bằng nhựa. Đấy, thì bên em có hai mẫu để các bác lưu ý cho em. Tất cả đều có giá đỡ nhá. Đấy, có dây có giá đỡ, có dây có giá đỡ đàng hoàng. Đó, cho các bác. Thì một mẫu là nó sẽ là bằng inox và một mẫu bằng nhựa không nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đây về nhà các bác chỉ cần xoáy cho em cái gen này ra này. Xoáy cái đầu vòi này vào đây này. Đó. Mẫu này là mẫu bằng inox nhá. Mẫu bằng inox này thì sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu dây vòi xịt vệ sinh bằng inox này, rất là tiện này. Inox 304, dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rất là ngon luôn. Hàng thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Có lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh inox nhá. Dây vòi xịt vệ sinh inox. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu bằng nhựa đây. Đấy, tức là dây thì vẫn bằng inox nhưng mà cái đầu vòi của nó thì nó sẽ bằng nhựa nhá. Đấy, cái đầu vòi thì sẽ bằng nhựa. Đầu vòi xịt bằng nhựa và mẫu này thì giá của nó chỉ có 60k thôi nhá, giá chỉ có 60k thôi. Cũng có đầu vòi này. Họ chị Giang ấy. Cũng có đầu vòi này, có ốc này. Đấy, có đầu vòi, có ốc, có giá đỡ nhá. Có giá đỡ hết cho các bác luôn. Đây, có đầu vòi, có ốc, có giá đỡ đàng hoàng. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi. Về nhà các bác cũng xoáy cái này vào cho em này. Xoáy cái đầu vòi này vào cho em này. Đó, xoáy đầu vòi này. Rất ok luôn nhá. Hàng bằng nhựa và mạ chrome nhá. Đấy, hàng bằng nhựa mạ chrome sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đó, mạ chrome sáng bóng đẹp này. Đó. Dây thì vẫn là bằng inox nhá, dây bằng inox. Đấy, còn lại là đầu vòi xịt thì bằng nhựa. Đầu vòi xịt bằng nhựa nhá, nhưng cũng rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon, rất dày dẫn chắc chắn các bạn và rất là đẹp luôn. Đó thì các bác lên cho em là xịt vệ sinh nhựa và xịt vệ sinh inox nhá. Xịt vệ sinh nhựa và xịt vệ sinh inox. Đấy, có hai mẫu như này. Mẫu này thì cũng có cho các bác là cả giá đỡ chiếc đàng hoàng luôn. Có giá đỡ chiếc đàng hoàng các bác này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp cái giá đỡ này vào cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, rất là ngon lành này. Đấy, hàng bằng nhựa, mạ chrome sáng bóng đẹp đây. Đấy, có ốc áp cho các bác đàng hoàng, dây dạ ốc yếc đàng hoàng nhá. Đó. Dây thì dây dài khoảng 1m2 nhá, dây dài khoảng 1m2. Khá là ok cho các bác luôn. Và giá thì sẽ là 60k nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bằng inox và một mẫu là bằng nhựa nhá. Thì các bác lên cho em là xịt vệ sinh inox này. Đấy, xịt vệ sinh inox nhá, xịt vệ sinh inox. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, còn các bác lên cho em là xịt vệ sinh nhựa nhá. Đấy, xịt vệ sinh nhựa này. Xịt vệ sinh nhựa giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho xịt vệ sinh nhựa và 100k cho xịt vệ sinh inox. Đó. Đây, hai con đây các bác này. Đây, nó sẽ như này các bác này. Hai con nó sẽ khác nhau như này. Một con thì sẽ là bằng inox và một con bằng nhựa. Tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Các bác muốn lấy cái con nào thì lấy. Dây dạ thì nó cũng gần tương đương như nhau. Đó, dây dạ thì tương đương như nhau nhá. Và giá thì nó sẽ là lệch nhau 40.000. Con này thì con bằng nhựa này là 60.000, con bằng inox này là 100 nhá. 100.000. Tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy, nó phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của nhà mình thì mình lấy thôi. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cây sâm thịt nhá. Các bác lên cho em là cây sâm thịt này.
Đó. À xin lỗi các bác là xiên hoa quả nhá, nhầm đấy. Xin lỗi các bác là xiên hoa quả đây. Một hộp này của nó bao gồm là 10 chiếc và giá thì sẽ là 50.000 cho 10 chiếc xiên hoa quả như này. 50k cho 10 chiếc nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các bác dùng để mình ăn hoa quả kia thì mình xiên ra mình ăn, nó rất là ngon lành và tiện dụng. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em là xiên hoa quả. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp xiên hoa quả như này. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. 50k cho một hộp xiên hoa quả như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Có lên cho em là nhang trầm. Đấy. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm để các bác đốt đấy. Không lại nhầm với lại vòng trầm. Đấy. Nhang trầm đốt nhá. Đấy, hoặc là các bác lên cho em là nhang trầm được rồi. Một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Một cái phên này của nó sẽ là hai vòng rời này, hai vòng rời như này. Đấy. Hai vòng nó sản xuất là nó đan kép vào nhau luôn. Đấy, nó sẽ đan kép vào nhau, lồng vào nhau như này. Đấy, khi giả ra thì một phên này sẽ là hai vòng này và một hộp này sẽ là 100 vòng luôn. Đấy, rất là thơm. Chất liệu của nó thì là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Gỗ trầm tự nhiên siêu thơm luôn. Và khi các bác đốt thì thời gian cháy của nó khá là lâu luôn. Từ 1 đến 3 tiếng nhá. Đấy, từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái khu vực mà các bác để nhá. Khu vực nào càng nhiều ít gió thì càng ít gió thì nó sẽ cháy càng lâu. Lên mã giúp cho em là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm để đốt cho nên em gọi nó là nhang trầm đốt nhá. Giá của nó sẽ là 40k trên một hộp nhá. 40.000 trên một hộp nhang trầm đốt như này. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là dùng để đi học, đi làm, đi công tác mang theo đều được hết, hoặc các bác đi câu, đi kẹo nhá. Đấy. Anh em đi câu để mình ví dụ câu được con cá mình muốn ăn luôn được. Đó thì các bác chỉ cần xách cho em một cái bếp ga mini này kèm theo một cái nồi và một cái bình ga mini nữa. Đó, các bác lắp vào cho em. Đây, bật lên này. Đấy, con này thì nó hệ thống đánh lửa tự động, các phần kết nối đều bằng đồng hết này. Giá thì chỉ 100 cành thôi, để thì rất là chắc chắn luôn, rất là vững nhá. Đấy, để nó rất là vững các bác này. Đấy, cảm giác nó rất là vững luôn. Đấy, nó rất là vững, không bị trông chênh nữa các bác nhá. Các bác có thể để những cái nồi 5-10 cân thoải mái. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Các bác có thể mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, đi đâu cũng được, có công có việc mình mang đi để mình chế biến xào nấu rất là ngon. Và nó gấp rất là gọn. Cái đường kính của nó khi mà gấp vào bỏ trong hộp nó chỉ mất có 10 phân vuông thôi. Thì các bác có thể bỏ bao lô cũng được, mang đi học, mang đi làm, đi công tác đều được hết. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là bếp ga mini, giá của nó chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Bếp ga mini nhá. Đó. Bếp ga mini này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho em bếp ga mini như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Các bác lên cho em là bàn là hơi nước đây, một con bàn là rất là chất lượng như này. Đó, và bên shop thì đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì nó sử dụng điện 220V nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bàn là như này. Đấy, về nhà các bác cho nước vào đây cho em nhá. Đấy, cho nước vào cái phần phần đầu vòi này này. Là cái quai này. Các bác về các bác bỏ cái giật cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em, cho nước vào đây. Sau đó thì các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác cứ lắp trực tiếp vào đây. Sau đó khi nào xả nước thì các bác nhấn cái nút này là nó sẽ xả nước này. Cái phần đế gang này của nó rất là dày luôn. Đế gang này của nó rất là dày cho nên nó giữ nhiệt tốt này. Nóng lâu là thì rất là ngon. Có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Và nó khá là nhỏ gọn luôn. Nó chỉ tầm khoảng là 15 phân thôi. 15 phân, chiều dài khoảng 15 phân. Đó, thì các bác có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch. Đấy, đi công tác đều được nhá. Đấy, mang theo rất là tiện. Có điều chỉnh nhiệt độ, ưu điểm của con này là có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ luôn. Sử dụng điện 220V. Phần mâm gang này của nó khá là dày dẫn. Và ưu điểm lại còn có cả hơi nước nữa. Đấy, có cả hơi nước nữa. Bấm xịt này là hơi nước nó sẽ ra. Thì rất là tiện dụng nhá. Và giá thì siêu hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Các bác lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Đấy, bàn là hơi nước. Bàn là hơi nước giá sẽ là 135k nhá. 135k cho một con bàn là hơi nước như này, 135.000. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là bàn là hơi nước, giá sẽ là 135k. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng điện nhá. Các bác lên cho em là bàn chải điện. Giá thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá của nó chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một con bàn chải điện như này. Đấy, 70.000 cho con bàn chải điện như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi nhá.
60.000 cho một con bàn chải điện như này. Ở đây nó sẽ là một cái bàn chải như này, kèm thêm cho các bác là 4 đầu bàn chải luôn. Đấy, kèm thêm 4 đầu bàn chải. Như vậy là các bác mua một cái bàn chải điện như này mà giá chỉ có 60.000, tức là tính ra là các bác mua chỉ có mất, gọi là mất tiền mua 4 cái bàn chải này thôi. Mất tiền mua 4 cái bàn chải này là tính ra là vào 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc bàn chải như này. Đấy, 4 cái là mất 60.000, 45-60 mà. Có các chế độ đây. Đấy. Về nhà thì lưu ý các bác khi sử dụng thì các bác nhấn lì cho em nhá. Tắt bật là nhấn lì nhá. Tắt bật là nhấn lì các bác nhá. Tại vì là nó có cả chuyển chế độ luôn, cho nên các bác cứ giữ lì như này là nó sẽ chạy này. Đấy, giữ lì này cho em. Đấy, tắt bật thì nhấn lì cho em. Và nếu mà con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Sạc pin vào. Hàng có thể là vận chuyển để lâu, để lâu thì nó hết pin các bác nhá. Đó, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con bàn là như này. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá thanh lý cho bác, giá tốt luôn. Tặng kèm cho các bác là 4 đầu bàn chải thêm một cái cáp sạc nữa. 4 đầu bàn chải thêm một cáp sạc. Lên cho em đó là bàn chải điện, giá của nó sẽ là, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con bàn chải điện như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là hạt rẻ và tốt cho bác luôn. Lên cho em là bàn chải điện này, đó. Bàn chải điện. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một em bàn chải điện như này. Giá hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này thì nó sẽ có cho các bác là đi 10 một hộp này là 30 chiếc luôn. Thoải mái các bác sử dụng các bác. Hộp này là 30 chiếc thì bên shop có thể là bán lẻ hoặc bán combo tùy theo. Đấy, một hộp này của nó là 30 chiếc này. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, các màu sắc như này. Đấy, một hộp là 30 cái nhá, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu tím đầy đủ cho các bác luôn. Rất nhiều màu nhá. Và ưu điểm của con này thì đánh răng nó rất là sạch, sạch này, chống ê buốt, chống đau lợi, viêm lợi, chảy máu chân răng rồi nó than hoạt tính nhá, kháng khuẩn, khử khuẩn rất là tốt luôn. Khăn cái đầu bàn chải này được làm từ than hoạt tính nhá. Đấy, đây. Con này thì nó đang bán ở trong các cái siêu thị của mình là 36.000. Hàng của Hàn Quốc này, Korea, Korea, hàng của Hàn Quốc. Và bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Toàn bộ hàng của Hàn Quốc hết như này. Đấy, thì nếu mà các bác mua combo, mua combo cả hộp như này nhá. Một hộp này của nó sẽ là 30 cái này. Đấy, hộp của nó là 30 cái thì giá của nó sẽ là 110.000 một hộp này. Còn mua lẻ là 4 cái là 20.000, còn 10 cái thì giá chỉ có 40k thôi. Đấy, các bác nhá, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hộp này là 30 cái này, 30 cái là bằng 110k nhá, 110k. Đấy, còn 10 cái là bằng 20.000 nhá. À, 10 cái là bằng 40k nhá, 40k. Còn các bác mua là bên em bán lẻ là từ 20k là bằng 4 cái nhá. Đấy. 20.000, 20k cho 4 cái nhá. Đấy. Bán từ 4 chiếc trở lên. Đấy. 4 cái sẽ là 20.000. 20.000 cho 4 chiếc, còn lại là mua 10 chiếc thì giá chỉ có 40.000 thôi. Còn lại là các bác mua cả hộp này thì giá sẽ tốt hơn. Cả hộp này thì giá của nó chỉ có cho các bác là cả hộp này giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 cho 30 cái. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Con này thì rất là tiện các bác này. Đấy, thì khi các bác sử dụng thì mình chỉ cần là giả ra và mình đặt giày vào là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con máy sấy giày này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đây, hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani rất là tiện dụng cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần giả lên cho em này. Đấy. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V. Đó, về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào cho em là xong. Cắm điện vào cho em nhá, các bác nhá. Điện 220V. Giá chỉ có 180.000 thôi. Cắm điện vào sau đó thì các bác đặt giày lên là nó sẽ sấy cho các bác cái đôi giày khô luôn. Có chế độ hẹn giờ nhá, các bác có thể để là 30 phút này. Đấy, 30 phút này. Đấy, hoặc là để nhiều hơn tùy theo. Đấy. Các bác có thể điều chỉnh 30 phút, 60 phút, 90 phút sau đó thì nó sẽ tự ngắt nhá. Đó, nó có sẽ dơ le, nó sẽ tự ngắt. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Máy sấy giày giá của nó sẽ là 180k. Đấy, 180k lên cho em là máy sấy giày 180.000. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hàng lại về đầu thùng để phục vụ các bác này. Rất nhiều hàng luôn. Đó, ngập tràn các mặt hàng để phục vụ các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mình chạy vào lấy anh cái biển. Mã sản phẩm đầu tiên, có cái ghế luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là ghế vừa ngồi đấy. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Các bác lên cho em là găng tay thức ăn. Con này thì giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đấy.
giá chỉ có 25k trong hộp này thôi. Một hộp này của nó sẽ là 100 chiếc luôn, 25.000 trong hộp, 100 chiếc tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn này, đó, găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn này, đó, giá của nó sẽ là 25k trên hộp. Hộp này của nó là 100 chiếc tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn, giá rất là hợp lý luôn đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra này, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đèn kim, đèn kim đấy, sẽ là một cái dạng mỏng như này đấy. Nó sẽ là một cái dạng túi bóng mỏng như này các bác này, túi bóng mỏng như này đó. Và con này thì nó sẽ có cái độ dai nhá, đấy, túi bóng mỏng và có độ dai nhất định, thế cho nên là dùng rất là ngon. Tay em là tay đàn ông, nó rất là to như này mà cho vào nó cũng rất là thoải mái nhá, đấy cho nên là tay chị em phụ nữ là rất là ngon luôn đó. Đấy, tay phụ nữ thì dùng rất là ngon luôn. Đây các bác nhá, đó, đây, đây, đó, rất là đẹp như này và nó rất là ôm tay luôn, thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình làm thực phẩm này, làm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh cũng đều được đấy. Và con này thì các bác có thể tháo ra nhé, có thể tháo ra để mình sử dụng lâu dài được, sử dụng lâu dài có thể sử dụng 1 đến 2 lần tái sử dụng được, giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25.000 trong hộp này, bao gồm cho các bác là 100 chiếc này, hộp này của nó là 100 cái nhá, 100 cái thôi nhá, hộp này là 100 cái, giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k. Về nhà các bác chỉ cần giật cái phần giấy này ra, giật cái này ra là các bác rút ngược ra rất là tiện. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái phích đun sôi nhá các bác nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là phích đun sôi. Con này thì giá sẽ là 180k cho một con phích đun sôi như này, rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ quay thực tế cho các bác xem luôn, nó sẽ là một con phích đun sôi như này. Đấy, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc này, đó, Cuckoo của Hàn Quốc rất là chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất là hợp lý nhá. Con này thì dung tích cả vỏ của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, dung tích cả vỏ của nó sẽ là 3 lít và nó sẽ là một con ấm như này các bác này. Đấy, một con ấm này nó vừa là ấm vừa là phích luôn, nó rất là tiện. Đấy, đấy, ở đây thì nó sẽ đóng gói cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con phích như này. Và hàng bên shop về nó sẽ theo lô nha, nó sẽ có các màu khác nhau nha, màu sữa, màu đỏ, màu xanh, thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đây, con này thì dung tích của nó sẽ là điện 220V, đấy, 50Hz, 3 lít và 1300W nhá, 1300W thông số mặc định của nhà sản xuất đây. Đấy, thì con này sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ các bác nghe cho rõ, không về nhà nhiều các bác nhiều khi các bác lại đong đếm rồi tính toán rất là kỹ nên các bác bảo không đủ 3 lít nó mất công. Đó, xoáy ra này, đấy, nắp này của nó rất là ngon luôn, bên trong bằng inox hết nhá, đấy, giữ nhiệt tốt. Con này thì ưu điểm của nó rất là tiện các bạn, và cái giá của nó thì khá là hạt rẻ luôn, chỉ có 180.000 thôi. Về nhà các bác cho nước vào đây nhá, cứ thế là đun thôi, khi nào có khách thì mình lại bỏ đổ ra mình uống, và khi nào mình cần đun nóng lại thì mình lại đặt vào là đun. Đấy, thì nó vừa là cái phích nhá, vừa là cái phích, vừa là cái phích và vừa là cái bình đựng nước luôn, vừa là cái ấm đun sôi luôn, nó rất là tiện, đa di năng luôn không nhá. Đấy, con này thì nó khá là đa di năng luôn, rất là tiện dụng như này, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là phích đun sôi nhá. Đấy, các bác lên cho em là phích đun sôi, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, 180.000 cho một con phích đun sôi như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là phích đun sôi nhá, vừa là phích nước vừa đun sôi được luôn, phích đun sôi này, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k cho một con phích đun sôi như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái con máy, các bác lên giúp cho em là máy thái rau nhá. Đó, nó sẽ là một con máy rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, một con máy như này, lên mã giúp cho em là máy thái rau, rất là tiện dụng luôn. Đó, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây, nó sẽ là một con máy như này các bác này, đây, một con máy như này các bác này, đây. Đấy, con này thì nó là các bác dùng bằng tay nhá, dùng bằng tay, em gọi là máy nhưng mà nó dùng bằng tay, không nhiều lúc đến các bác lại bảo là tôi tưởng là dùng bằng điện, nó rất phức tạp vô cùng. Đấy, lên xem là máy thái rau nhá, máy thái rau này, máy thái rau giá của nó sẽ là 80k thôi, chỉ có 80.000 cho một cái bộ sản phẩm máy thái rau như này. Ở đây thì các bác sẽ có cho mình là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, hai cái lưỡi tròn này, hai cái lưỡi miếng và hai cái lưỡi vuông. Đó,
sợi tròn, sợi miếng to và sợi vuông. Về nhà thì các bác lắp cái lưỡi này vào đây cho em này, lắp cái lưỡi này vào đây cho em. Đó, lắp rất là dễ dàng thôi, lắp cái lưỡi này vào đây nhá. Đó. Đây ví dụ như là hai cái lưỡi sợi này em lắp vào đây này. Đó. Đây. Hai cái lưỡi sợi em lắp vào đây cho các bác này. Đó. Sau đó thì các bác cho nó vào cái phần này, cho nó vào cái phần này nhá. Đó. Sau đó thì mình xoáy cái tay công này vào cho em, xoáy cái tay công này vào. Đấy. Xoáy tay công này vào nhá. Đó, xoáy tay công này vào như này là ok rồi. Ok. Đấy thì các bác cho rau củ quả vào đây, sau đó thì mình xoay theo cái nguyên lý như này. Xoay như này. Xoay như này thì khi mà các bác xoay ấy, khi các bác xoay ấy, khi các bác xoay như này thì cái rau củ quả nó sẽ nằm ở đây. Nằm ở đây và nó sẽ ra ở cái đường ống này, và cái này để các bác ép đến cái miếng cuối cùng không sợ bị đứt tay nhá. Cho vào đây sau đó thì mình ấn ép xuống rất là ngon lành luôn. Đây, cái phần lưỡi của nó đây. Tháo lắp vệ sinh thì rất là dễ dàng luôn, về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra. Đấy, xoáy cái này ra này. Xoáy cái tay quay này ra, sau đó thì mình vệ sinh cái này đi, vệ sinh cái phần này đi. Nó đều là bằng nhựa hết, nhựa ABS nguyên sinh dày dẫn chắc chắn. Tháo lắp dễ dàng, thay tay thay tiếc. Đấy, rất là dễ dàng các bác nhá, rất là dễ vệ sinh thôi. Và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 80.000 thôi. Đấy. Một cái con máy thái rau chất lượng như này mà bên shop đấy đang gửi tới bác giá chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con máy thái rau như này. Giá quá rẻ mạt luôn nhá, quá rẻ mạt luôn, nên theo là máy thái rau giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Xin giới thiệu máy thái rau của Đà Nẵng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bằng tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đà Nẵng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đấy, cái này thì em gọi là máy thái rau nhưng mà nó sử dụng bằng tay nhá, xoay bằng tay chứ không phải là bằng máy đâu. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên theo là bộ rổ vuông này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Việt Nhật nhá. Đây, hàng cao cấp của nhựa Việt Nhật, hàng liên danh Việt Nhật các bác này. Đó, đây. Hàng liên danh Việt Nhật nhá. Đó, sản xuất nhựa Việt Nhật các bác này. Hàng cao cấp đấy. Nhựa của nó là nhựa nguyên sinh, cực kỳ yên tâm luôn. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi. Đây, đôi bé nhất thì đường kính của nó vào khoảng là đi 23 cm nhá. Đấy, đôi bé nhất này là 23 cm này. Đấy, đôi bé nhất này là 23 cm các nhá. Tiếp theo là đến đôi nhỡ này. Đôi nhỡ này thì 28 cm. Đôi nhỡ này là 28 cm. Nó sẽ là một rổ một chậu nhá. Cứ đi theo đôi như này. Và đôi to nhất này của nó sẽ là 33 cm nhá, 33 cm. Đấy thì nó sẽ là cứ một rổ một chậu như này, cứ một rổ một chậu như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, chế biến rau dợ, rửa rau này. Đấy, tức là các bác sẽ có ba cái chậu và ba cái rổ, ba cái chậu và ba cái rổ. Ví dụ như nhà ăn lẩu ăn nước này. Đấy, có 3 loại rau hoặc là 6 loại rau thì mỗi loại rau 2 loại là các bác bỏ vào một cái rổ này là ok. Đấy, 2 loại bỏ vào một rổ. Như vậy là các bác đã bỏ được 6 loại rau vào cho 3 cái rổ này. Và bê vào là mình chiến đấu thôi các bác nhá. Đó, nó sạch sẽ. Ví dụ nước có dư thừa nó chảy trong chậu này, nó không sợ chảy ra ngoài. Hoặc nhà các bác có khách có khứa dùng thì cực kỳ là lịch sự luôn. Đó. Một bộ này bao gồm cho các bác là bao gồm cho các bác là 3 đôi. Một bộ này bao gồm là 3 đôi. Đấy, 3 chậu 3 rổ nhá, 3 chậu 3 rổ. Lên cho em là bộ rổ vuông nhá, lên cho em là rổ vuông. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80k nhá, rổ vuông này. Lên cho em là rổ vuông, giá của nó sẽ là 80k. 80.000 mà tới 6 món như vậy là các bác mua cũng chỉ mất có hơn 10.000 thôi. Hơn 10.000 thôi các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là gắp bát đĩa nhá, các bác lên cho em là gắp bát đĩa. Các bác lên mã cho em là gắp bát đĩa. Con này thì nó rất là tiện để cho các bác có thể là gắp các cái đồ thức ăn nóng, đồ hấp rồi chiên xào nấu đều ok hết nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái hai cái miếng đệm như này để các bác để xuống dưới bàn cho nó chống nóng này. Hai miếng đệm này để dưới bàn cho nó chống nóng này, chống nóng coi nhá. Đấy, để chống nóng này. Thứ hai là sẽ một con gắp như này. Cái con gắp này các bác banh ra để mình gắp thực phẩm, gắp thức ăn hoặc là gắp các cái phần đĩa hấp biết là ok luôn. Và thứ ba là một cái con gắp trực tiếp này để các bác kẹp vào cái miệng bát này, kẹp vào những cái miệng bát, miệng đĩa để mình gắp lên. Đây, kẹp như này, rất là tiện này. Và thứ tư là một cái đôi gọi là bát nồi này, miền Bắc thì gọi là bát nồi đấy. Thì các bác kẹp tay vào đây cho em, để mình, đây, kẹp tay đây để mình lấy những cái phần
đỡ những phần nồi tay quay nóng này, hoặc là những cái phần xoong chảo đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì combo một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 4 món như này. Lên mã giúp cho em là cái này là cái gì nhỉ? Gắp bát đĩa nhé, coi lên cho em là bộ gắp bát đĩa giá bao nhiêu đấy. Bộ gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50.000 nhé. Đấy, giá sẽ là 50k cho một cái bộ gắp bát đĩa như này, rất tiện để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt ăn uống hàng ngày là các bác bắt buộc phải sử dụng rất là nhiều, nấu nướng nhá. Đấy, lên cho em là gắp bát đĩa, giá của nó sẽ là 50k. Đó, các bác lên cho em là gắp bát đĩa này. Đó, gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây, bác sẽ không làm bỏng tay bạn. Tất cả các loại bát đĩa đều có thể sử dụng bộ gắp này. Chỉ cần sử dụng găng tay silicon này khi bạn bê nồi đang còn nóng. Đó, bộ dụng cụ gắp nóng đa năng này rất tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng nó để gắp bát đĩa đang được hấp nóng. Nó sẽ không làm bỏng tay bạn. Tất cả các loại bát đĩa đều có thể sử dụng bộ gắp này. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Chỉ cần sử dụng găng tay silicon này khi bạn bê nồi đang còn nóng. Đấy, rất là ngon. Bộ 4 món này. Bộ dụng cụ gắp nóng đa năng rồi, này. Ok.